canh canh hết hay là bưng lên cho chị nha. Rồi, hello mọi người. Chỗ hôm nay xả bơm mấy chị. Thiệt luôn á. Sáng nhịn ăn, trưa nhịn ăn nhưng vẫn no nhưng mấy chị ha, ăn bơm no rồi. Ăn bơm no luôn mấy chị. Khổ ghê luôn á. Cái vấn đề xả bơm hàng không bao giờ mà triệt để được khách ơi. Vì nhiều chị sao ta, em không hiểu được luôn á. Mình cần thì mình mua, mình thiếu cái gì thì mình mua mấy chị, chứ mắc gì tự nhiên vô bơm hàng của người ta làm gì ta. Tội người bán hàng mấy chị, rất là tội luôn á. Công sức ngồi đây bán, trả tiền nhân viên, tiền điện, tiền này, tiền kia mấy chị. Rất nhiều công đoạn luôn, rồi mới tới tay là công ty giao hàng. Từ công ty giao hàng nó cũng phân bổ rất nhiều cái chi nhánh tùm lum luôn, nhiều khu vực để tới tay khách hàng. Mà tới lúc tới tay khách hàng rồi thì chỉ là một câu là bơm hàng hoàn hàng thôi. Thì những công đoạn đó tiền ship công ty, bản thân em Nhi cũng bỏ ra, em Nhi trả nữa. Thiệt nên là đôi lúc đó em không hiểu là lý do tại sao nhiều chị muốn làm như vậy mọi người. Khi mình cần cái gì thì mình mua mấy chị, mình nhận hàng cho người bán. Chứ tại lý do tại sao là phải bơm hàng làm gì ta. Đôi khi em nghĩ hoài luôn, không hỏi lý do tại sao luôn á. Trời ơi em nói thiệt chứ mấy chị luôn, sáng nay không ăn, trưa nay không ăn, lý do là ăn hàng bơm no rồi mấy chị. Cái cục tức mà nó cũng no luôn rồi đó mọi người. Xương xương 5 cục hàng bơm ít ít thôi là em phải trả phí ship công ty 1 triệu rưỡi rồi. Mà 100 cục là em phải trả phí ship công ty hết 3 triệu tiền rồi mấy chị. Nhưng mà chưa có tính tiền công em nha, tiền công em là không có rồi. Rồi tiền nhân viên em cũng không có luôn rồi đó mấy chị. Mà ngược lại em phải bỏ tiền túi của mình ra, em trả tiền phí ship vận chuyển đi, hàng bơm hàng hoàng về nữa. Trời ơi em nói thiệt luôn, không biết sao luôn á mấy chị ơi. Sao nhiều chị là chơi xấu đó như vậy để làm gì ta. Rồi mọi người vào bấm share like tương tác giùm em mấy chị ơi, em lên hàng bơm luôn. Mọi người chấm nhiệt tình giùm em nghe chưa mấy chị. Rồi tắm chia sẻ nhiệt tình giùm em đi mọi người ơi. Hôm nay xả bơm mấy chị, quải quá trời quải luôn á. Rồi xả bơm hôm nay nha mọi người nha, nhanh tay tốc hành giùm em luôn mấy chị ơi. Rồi chia sẻ like nhanh tay nhiệt tình giùm em nha mọi người nha. Rồi vào chấm bài xe like tương tác chưa mấy chị ơi, mấy chị có nghe ổn không? Nghe âm thanh của nó có bình thường không ạ? Mấy chị nghe em Nhi nói rõ không mọi người ơi, em lên hàng luôn cho mấy chị nha, hôm nay xả bơm đi. Hàng bơm về em mới thiệt á, đi qua đi lại em nhìn mà em mệt mỏi luôn á mọi người. Nên thôi đem xả trước mấy hàng bơm trước đi mấy chị, xả giá rẻ cực kỳ rẻ cho mấy chị trước đi. Đó, rồi từ từ rồi em sẽ bán hàng mới sau nha mấy chị ha. Hàng bơm thì mấy chị biết rồi, toàn là những hàng đẹp không à. Mà sao nỡ lòng nào mà bơm hàng em mấy chị ơi. Toàn là mấy bãi trộn tàn hoàng đẹp không mấy chị mà bơm hàng. Thôi thì bây giờ em xả hàng bơm trước nha mấy chị, giá rẻ nha mọi người nha. Rồi có bơm mỹ phẩm nè, túi sách nữa nè. Má trời ơi, tôi lạy luôn á. Nghĩ mà nó chán thôi rồi luôn á mấy chị ơi. Chấm bài xe like tương tác giùm em. Gửi ship giao hàng giùm chị. Hôm qua chị không ở nhà, hẹn hôm nay hả? Ý là đơn của chị còn số điện thoại shipper không? Chị gọi luôn lại giùm em cho nó nhanh.
Tại vì em thì em phải xin bưu cục cho em không có số shipper á. Mệt ghê luôn á mấy chị ơi. Rồi lên mấy chị xả bơm đầu lai cho mấy chị trước ha. Nhiều lắm, nhiều bơm gì thôi rồi luôn. Túi sách có, mỹ phẩm có, quần áo có mấy chị. Khổ ơi là khổ luôn á. Rồi lên cho em luôn là kaki loe đen nha mấy chị ha. Rồi lên cho em luôn là loe đen mấy chị. Loe đen quần kaki cô giảng lấy cao giùm em. Quần này có cái nha mọi người 70. Rồi loe đen xé giùm em luôn 70. Gì con? Mẹ đang mệt lắm luôn á. Con mèo ăn ngủ mẹ nó nhẹ hơn nè. Cửa kính nó chặn lại hết rồi, con xuống canh con mèo đi chứ không là con chuột vô nó ăn á. Con mèo nó rửa con chuột. Ừ, ấm vô nghe chưa? Ấm vô nè. Áo đang mang đợi xíu mấy chị ơi. Chị gọi không được hả? Em ghi vô chị cái tờ giấy đi, Hằng Nguyễn Thị Lê đi. Để xíu chị coi thôi. Rồi lên cho em luôn mấy chị, loe đen xé mấy chị, hàng kaki nè, phong chuẩn luôn, em xem mấy chị 70.000 nha. Xả bơm 70, loe đen 70 giùm em đi mấy chị, đẹp lắm. Trời không có giá 70 đâu mấy chị, em nhập vô 95 rồi đó. Xả bơm nha mấy chị. Con chuột nó ăn con mè. Chán gì đâu á. Em nói nè. Em nói em đâu nói suy nghĩ gì đâu, em nói đại luôn cho đi xuống nhìn dưới. Rồi quần kaki 70 đó cho chị che đi Thảo nha, chán ha, mệt ghê luôn. Rồi quần Linh đang mang SML giùm em á chị 95.000. Rồi quần Linh đang mang cho em luôn mấy chị đấy cao nha mấy chị SML nha. Chị nào lấy chốt giùm em luôn 95.000 nha. Quần le đen, ốc quên lộn. Quần Linh đang mang SML cho em Nhi luôn 95.000, chị nào lấy quần Linh đang mang thì chốt. Rồi sơ mi đang mang nè. Sơ mi đang mang là 115.000 giùm em nha. Sơ mi đang mang 115.000, cái này chắc nhung bệnh hàng xịn giùm em luôn. Lên cho em luôn là sơ mi vàng 115 mấy chị. Sơ mi màu bò, sơ mi màu trắng và sơ mi màu đen giùm em luôn. 115.000 một áo sơ mi em đang mang mấy chị. Form này 57-58kg mấy chị, đỡ lại đều mang được giùm em nha. Đó, chị nào lấy thì nhanh tay chốt hàng liền giùm em mấy chị ơi. Bao đẹp luôn. Sơ mi đang mang 115.000 mấy chị. Quần riêng không giảm em ơi. Quần riêng đang mang là không giảm hàng đấy cao nha. SML 95.000 một quần. Mua quần kèm size giùm em. Đó. Áo thì em có đủ màu nè. Chị nào lấy thì chốt nè. Màu bò, màu trắng, màu đen nè. Màu vàng nè. 115.000 một áo giùm em. Cái sơ mi này mang rất là đẹp luôn. Form thoải mái nha. Form này mang không thấy bụng thấy ơi gì hết. Hàng nhung mấy chị. Hàng nhung mềm mịn giùm em mấy chị. Không thua nha. Cái này hàng nhung xịn đó mấy chị ơi, đẹp lắm. Đấy, rồi tiếp giùm em luôn mấy chị, mã kem 35.000 nè, chị mới nhận đồ rồi, cảm ơn chị Nguyễn Xíu nha. Rồi quần đang mang xếp luôn cho bé Hòa, ok luôn trên cây, ghé luôn. Rồi mã kem 35.000, kem cho em luôn 35.000, mã kem 35 mấy chị, hôm nay xả bơm nha mọi người. Rồi, mệt mỏi luôn á. Nhìn cái đống hàng bơm mà em mới thiệt luôn, mấy chị không muốn like luôn á mọi người. Rồi lên cho em luôn là kem 35.000 mấy chị, có cổ nha mọi người, lay bầu nha. Kem 35. 40-55 cam chốt kem 35. Sơ mi bò luôn cho chị, cô Út lên số điện thoại đi chị ơi. Bò 115 cho chị, cô Út lên số em luôn, 115.000 sơ mi siêu đỉnh luôn. Rồi cái này chốt giùm em luôn mấy chị, nạ ngủ. Mặt nạ ngủ giùm em luôn, 20 mặt nạ ngủ 20 một hộp 20 miếng. Kem 35 chum thì chum ok chị nha. Khách ghé cố gắng cái hàng sớm giùm em tí mấy chị. Rồi nạ ngủ xả bơm 20.000 20 gói. Nạ ngủ mấy chị thâm nám nha mấy chị, và đặc biệt là có thành phần trắng da cho mấy chị nữa. Rồi nạ ngủ giùm em, một hộp 20 miếng 20.000, nạ ngủ có hộp hàng bơm đó mấy chị. Rồi xà phòng gạo giùm em luôn 5.000 một cục. Rồi nạ ngủ 20 luôn cho Phương Đỗ, nhà ngủ thì để qua đêm sáng mai rửa mặt cũng được nha. Rồi xà phòng gạo 5.000 một cục, còn 2 cục hàng bơm. Xà phòng gạo 5.000, xà phòng nghệ 5.000, còn mỗi 3 cục hàng bơm, chị nào lấy chút giùm em. Cô Út họ Mai lấy số họ đi chị ơi. Rồi sơ mi bò trên cây còn cái nữa cho anh Trúc ghé luôn ok bà nha. Trên đầu kìa. Rồi tiếp giùm em luôn mấy chị ơi, mã này trời ơi, mã này bộ này không có hàng bán luôn mấy chị. Hôm qua em mang bộ này em bán nha, ở shop nha, khách vô hỏi quá trời không có hàng bán. Giờ nửa lầm nằm mà bơm hàng em mấy chị, lên cho em luôn shipper 105. Xếp bơ cho em luôn 105 mấy chị, dưới 60 cân quay đầu. Chắc đuổi cao cấp loại 1 giùm em luôn mấy chị. Rồi lên cho em luôn là xanh 105 dưới 60 cân quay đầu. Xanh 105. À lấy xanh chút xanh giùm em luôn 105. Xà phòng cạo 2 cục nha chị nha.
Xà phòng gạo 2 cục luôn cho Lê Thị Cẩm Trang 2 cục nè. Gạo 1 cục hết rồi chị ơi, còn 1 cục nghệ 5.000, ai lấy nghệ chút nghệ 5.000, xà phòng nghệ mấy chị. Xà phòng nghệ. Rồi xích xanh này mang lên thì thôi rồi luôn mấy chị, hơi bị đẹp luôn á. 105.000 giùm em nha. Rồi nghệ còn 1 cục chị nào lấy chốt nè. Rồi xét xanh 155 luôn cho chị Thanh Thanh, ok chị nè. Nghệ em còn 1 cục hà, lấy 1 cục cho chị Mạnh Đoan Văn trước nha chị ơi, xíu nữa có em bỏ thêm cho. Tại vì cái này hàng bơm em cũng không biết nữa. Rồi lên cho em luôn khẩu trang 3D mát mấy chị, 100.000 ba hộp. Ủa còn không? Còn không? Cục nào nữa không? Còn cục nghệ luôn cho chị Mạnh Đoan Văn luôn đi. Rồi cái này chốt giùm em luôn mấy chị ơi. Khẩu trang 3D nha, 100.000 ba hộp. Khẩu trang 3D mát hàng loại 1 giùm em luôn mấy chị. Dày dặn mấy chị nha, không kích ứng nha mọi người nha. 100.000 ba hộp, một hộp tích 50 cái lận. Lên cho em luôn là khẩu trang 3D mấy chị. 100.000 ba hộp. Một hộp cả 50 cái mấy chị, sơ mi đang mang màu đen cho bé Hoài luôn, ok em nha. Trời ơi quá rẻ luôn em ơi, 115.000 sơ mi đang mang. Chị nào lấy chút liền giùm em nhi cái mấy chị. Rồi bộ đùa thái chốt nhanh giùm em. Một hộp của trang 3D luôn cho Kim Nga, ok bà nha. Một hộp là 35.000, 100.000 ba hộp chị nào lấy chốt. Rồi lên cho em luôn là mã đùa thái mấy chị, tri ăn 79. Rồi chốt hồng cho em luôn 79.000 mọi người ơi, thun thái. Có túi hai bên nha, phong cực kỳ đỉnh luôn. Mấy chị nghe em như nói rõ không mấy chị? Kim Nga lên số Kim Nga ơi. Rồi lên cho em luôn là hồng 79.000. Hồng 79.000 bộ đùa thun thái xịn. Sơ mi trắng cái 115 luôn nha chị Thúy An Nguyễn. Em ơi, hồi lại em coi sơ mi còn cái nào ở đây em coi. Cái nhung này nè, em coi còn màu nào nữa không. Rồi thái hồng 79. Hai cục nghệ, đúng rồi. Không biết. Rồi lên cho em luôn là mã thiết kế xịn đó mấy chị, 240 nè. Em sale cho mấy chị luôn nè. Còn thể thao hôm qua còn màu trắng thôi. Rồi cái này chốt dùm em luôn mọi người ơi, hồng. Rồi hồng đùa thái đúng không chị, 79 luôn á chị Trinh Lê nè. Ghi giá dùm em đi mấy chị ơi, em đang xả bơm á. Nên là giá nó lộn xộn lắm, nhân viên không nhớ hết đâu. Nên em chốt cái giá này mấy chị chốt giá luôn dùm em nha. Lấy cái bò xuống cho nhí chốt. Rồi này chốt giùm em luôn thiết kế 100 mấy chị, 40 đến 55 cân. Hồng 79 em, thiết kế 140 đến 55 cân giùm em, chốt thiết kế 100. Trời ơi, chốt liền mã này giùm em đi, mã này tại shop em bán 240. Bữa nay em xả bơm mấy chị có 100.000 thôi, hàng không đẹp em không lấy tiền luôn á. Hai bên có túi mấy chị ha, cái này dặn tay xích kiểu á mấy chị, 100.000. Xanh 100, mã này là không đẹp em không lấy tiền luôn mấy chị, hàng không chất lượng em nghỉ bán luôn. Rồi lên cho em luôn xịt phòng đi mấy chị ơi, 29.000. Xịt phòng nước hoa nha mấy chị, hàng Enchanter cực kỳ thơm luôn. Xịt phòng 29.000 xả bơm mấy chị, ủng hộ hàng bơm giùm em mọi người ơi. Nhiều chị chơi xấu quá luôn á. Mình mua hàng mình cần thì mình mua, mình ủng hộ giùm em á chị. Còn chị nào á hả, mua thích mua chơi thì thôi cũng nán cái shop ra, shop em ra giùm em, cái em khổ tâm ghê luôn á. Xịt phòng 29 luôn cho Ngọc Diễm Đinh, ok nha. Xịt phòng 29, chị nào lấy thì lên luôn cái số điện thoại giùm em. Lên luôn giá tiền đi mấy chị. Rồi lên cho em luôn, xịt phòng cái luôn chị Lê Tâm, ok chị. Rồi tiếp giùm em luôn mấy chị, xịt bữa dưỡng tóc, kích thích mọc tóc, chống rụng tóc, sơ rớ tóc, phục hồi tóc vô tổn giùm em 25.000. Xịt phòng luôn cho Thảo Nguyên, xuống lấy cho chị hai chai xịt phòng nữa em. Rồi lên cho em luôn, xịt tóc bữa xanh 25.000 một chai cuối cùng. Xịt tóc bữa xanh 25.000 giùm em, còn một chai cuối cùng mấy chị, hàng bơm đó mọi người ơi. Xịt tóc bữa xanh 25.000 một chai. Kích thích rụng tóc, chống rụng tóc mấy chị, sơ rối mềm mượt giùm em nha, mùi rất là thơm nha mọi người nha. Rồi bữa 25 luôn cho chị Phương Thảo, ok chị nha. Rồi tiếp giùm em nhi luôn thái đen 79.000. Thái đen cho em luôn 79.000, chị nào lấy thì chốt giùm em, gu xì theo mấy chị nha. Chốt thái đen cho em luôn 79.000 kèm số điện thoại chốt đơn giùm em luôn, xuất sắc. Thái đen cho em luôn 79.000 nha mọi người. Bỏ xuống cho Nhi hai chai đi. Rồi lên cho em luôn là thái đen 79.000, chị nào lấy chốt. Áo sơ mi đang mang chốt vàng 115 chị ơi, trắng 115 giùm em còn hai cái. Xịt bữa hết rồi chị. Gỡ luôn cho chị cái đống này ra đi, vậy sao bác.
Rồi sơ mi trắng 115, sơ mi vàng đang mang 115, chị nào lấy chốt nha. Quần rinh đang mang thì em còn ML 95.000. Quần rinh đang mang em còn ML 95.000. Thái đen 79 luôn á chị Út Kim. Bộ thái này hả? Giảm xuống 10.000 cho mọi người rồi. Quần đang mang ML 95.000. Xịt phòng mang center em như còn 29.000, chị nào lấy chút thêm nha. Xịt phòng 29.000, mấy chị ơi, hương nước hoa thơm lắm luôn. Vào máy lạnh nó cũng rất là dễ chịu nha. Xịt phòng 29, chị nào lấy chút đơn dùm em. Máy duỗi mini một máy duy nhất 49.000, mấy chị bao xài luôn. Máy duỗi mini 49.000 mọi người. Máy duỗi mini 49.000. Quần đang mang size S nữa, hình như hết rồi chị ơi. Còn ML mọi người. Rồi, cái set chân váy này đẹp quá trời luôn. Set này đây không có hàng bán. Cái sao vậy trời. Xịt phòng 29 luôn nha chị Thảo Nguyên, ok nha. À, lấy xịt phòng 29 thì chốt giùm em. Trời ơi, có set đầm body mấy chị, đẹp nhất cái nách luôn. Một đầm body nhúng hai bên giùm em mấy chị. Một áo phát rời nè. Ri ăn mấy chị luôn 99.000. Máy vũ 49 luôn nha Thúy An Nguyễn luôn, ok chị nha. Lên sọc nâu sọc xanh 95. Rồi lấy sọc nâu sọc xanh 95 luôn cho chị trên cây đi em. Áo len á, áo len sọc có cổ biết không. Sọc nâu sọc xanh nhìn biết liền. Rồi lên cho em luôn mấy chị ơi. Set này 99.000 nha. Set đen mấy chị, một cái đầm body nha. Một cái áo khoác rồi ở ngoài, set đen này bao xịn luôn. Mang đẹp lắm. Thậm chí mấy chị mang đi tiệc được luôn nha mọi người nha. Phần đầm này hai bên nhúng nè, nên là che khuyết điểm bụng cho mấy chị rất là ok luôn. Rồi. Rồi chị nào lấy thì chốt giùm em luôn. Đầm đen 99.000, chốt đơn liền giùm em mấy chị. Đúng rồi, đầm đen 99.000. Chị nào lấy nhanh tay chốt liền giùm em. Một đầm body, một áo khoác rời ở ngoài 99.000, rẻ bèo luôn. Coi cái này mấy chị chốt liền giùm em, đưa đây. Mấy chị chốt liền cho em luôn mẫu nó đi. Cái mẫu đầm body kèm áo khoác nó đẹp lắm mấy chị. Rồi lên cho em luôn là sọc nâu. Sọc nâu 95.000, lên hàng loại 1 nha. Sọc nâu 95.000, sọc xanh 95.000. Chị nào lấy thì nhanh tay lụm lùm em cái siêu phẩm này liền mấy chị. Sọc nâu 95, sọc xanh 95. Dưới 57 cân quay đầu dùm em. Áo này không lấy, không lấy tiền. Xếp đen 99 luôn á chị Di Di, ok chị. Xếp đen đẹp lắm chị, em nói thiệt luôn á. Em bao hàng chị cái đó luôn. Trời ơi, cái túi này đẹp quá mọi người. Lên cho em luôn là mã túi Chanel 99.000. Chờ neo cho em luôn 99.000. Chị nào lấy chút liền cho em. Một túi duy nhất hàng mới bơm về mấy chị. Rồi cái set này bên em không có hàng bán luôn. Bả vô bả đặt hai set xong rồi bả bơm bật hết cả người chưa. Set này em Nhi bán cực kỳ chạy luôn nè. Không có hàng bán, bả vô bả bơm em. Rồi cái này chốt giùm em mấy chị. Mẫu này nha, lên cho em luôn là set xám đi mấy chị. 109 thôi, xả bơm. Xám 109 đi mấy chị. 40-55 cân nha. Chốt xám 109 dùm em. Trời ơi quá đẹp set này luôn mấy chị. Rồi set xám 109.000 dùm em. 40-55 cân quá dễ thương luôn. Phong bình thường tình yêu ơi. Cái này ai lấy túi đen, chốt túi đen cho em luôn 99.000. Còn một túi hàng bơm về mấy chị. Rồi cái set xám này đúng đỉnh luôn á. 109.000. Set này mang không thấy bụng nha mọi người. Mang siêu đỉnh mã này luôn. Rồi chốt xám 109 giùm em nha. Xám 109, set này mang đẹp lắm. Rồi vô đặt hai bộ xăng bơm. Mẫu này đợt trước bán không có đủ bán luôn. Rồi lên cho em luôn là xanh 109 đi mấy chị, dưới 56 cân. Xanh 109, trời ơi bộ này đẹp quá trời. Xám 109 cho chị Thuận Nguyễn nè. Rồi chế nào lấy xanh, chốt xanh giùm em luôn mấy chị. 109. Xanh 109, màu xanh đúng đẹp luôn, xanh đậu nha mọi người. Xanh đậu là khỏi phải vàng luôn mấy chị ơi. Rồi xanh 109 luôn nha Thảo Nguyên, ok tình yêu nha. Rồi túi đen đang mang cho em luôn 99.000, chị nào lấy chốt mấy chị. Túi đen đang mang tiếp tục giùm em luôn là mã bơ. Rồi xích bơ này dễ thương quá mấy chị, thiết kế bơ nha. Mẫu này không đẹp là em Nhi không lấy tiền mọi người luôn á. Rồi lên mẫu set bơ thiết kế này dùm em mấy chị ơi. Set bơ thiết kế dùm em nha. 105. Bơ cho em luôn 105. Trời cái này đẹp quá à. Bộ này mang đẹp lắm mấy chị, chích hai bên nha. Mặc cái bộ này lên eo rất là đẹp luôn, rõ eo luôn mấy chị. Rồi sọc nâu 95 luôn cho Như Ý Dương, ok bà nha. Áo len đẹp lắm. Ai lấy sọc nâu chút sọc nâu.
Rồi xanh cho em luôn 105.000. Mã này đẹp lắm mấy chị, tin em đi, quần giả váy nha, mang vô nguyên một xích đậm rất là đẹp. Màu xanh bơ mang trắng da lắm mọi người. Hàng bơ mỗi thứ có một ha. Nên chị nào cảm thấy thích là chốt liền giùm em nha. Rồi lên cho em luôn mấy chị ơi, mã kính trắng 30. Rồi lên cho em luôn là kính trắng 30. Kính trắng 30 hàng bơ mấy chị, kính trắng 30. Kính trắng cho em luôn 30 mấy chị. Rồi ơi, cái bộ đùi thể thao này dễ thương quá trời luôn mấy chị. Rồi mã xanh đùi thể thao giùm em luôn, hai bên có túi nha mấy tình yêu nha, 62.000. Rồi chốt xanh cho em luôn 62.000 mấy chị, bộ đùi thể thao này giùm em nha. Hai bên có túi siêu đẹp luôn mấy chị ơi. Rồi, kính trắng 30 luôn cho chị Đào Linh, ok chị nè. Rồi mã xanh cho em luôn 62.000 mấy chị, thể thao hai bên có túi nè. Rồi chốt xanh cho em luôn 62.000, mã xanh 62.000 đẹp chưa? Xanh 62 luôn nha chị Haley Trần, đặt hàng lấy số giùm em chị, lên giá đi chị ơi. Xanh 62. Rồi xịt nước hoa body Victoria 59.000. Xanh 105 luôn nha chị Thảo Nguyên, ok chị nha. Rồi xịt Victoria, xịt body toàn thân dùng em mấy chị 59.000, bao xài chất lượng luôn. Xịt body 59.000 một chai duy nhất, hàng Victoria rất là thơm nha mọi người nha. Xịt 59.000 kèm số điện thoại chốt đơn dùm em. Tiếp tục một mã kính đen 30.000, không đẹp em như không lấy tiền. Rồi lên cho em luôn là kính đen 30. Kính đen cho em luôn 30, một mã khoác xám mấy chị siêu đỉnh luôn, xám chuột 65. Khoác xám 65.000, mã khoác xám 65.000. Em qua em phụng Nhi đem. Nào canh hết thì qua bóc đi chứ em ngồi đó diễn gì làm kịp kìa trời quơ á. Rồi khoác xám cho em luôn 65.000 mấy chị, màu xám lâm chuột siêu đẹp luôn nha. Khoác xám 65 một cái duy nhất. Rồi kính đen 30 luôn nha chị Miu Miu, ghé lấy ok chị nè. Đơn hàng ghé mấy chị tranh thủ ghé lấy sớm giùm em nha chị nha. Nhiều người để từ mùa chuối đến mùa sầu riêng luôn cũng chưa ghé lấy luôn á. Khoác xám luôn 65 luôn nha chị Vinale, ok chị nè. Rồi vitamin E mấy chị, dưỡng thể vitamin E dùm em. Em ơi xuống coi kính đen nó còn không, chị nhớ còn 2-3 cái phía dưới. Xám 109. Rồi dưỡng thể vitamin E dùm em luôn 45.000. Chị nào lấy thì nhanh tay chốt dùm em mọi người ơi. Còn mấy cái kính em lên chế luôn đi. Rồi dưỡng thể 40.000. Dưỡng thể vitamin E 40.000. Chốt mã dưỡng thể 40 dùm em mọi người. Dưỡng thể 40. Rồi lên cho em luôn mã gọi Hà Thủ Ô. Chị nắm, chị gầu, chị ngứa 35.000 cho mấy chị chưa ăn luôn. Rồi kính nè, tiếp tục kính nè, kính đen 30 cho chị Nguyễn Kim Oanh ghé nè, 30 nè. Kính 30 luôn cho chị Hằng Nguyễn Thị Lê, 30 nè, ok nha. Rồi, cái này hả chị, điện thoại nhỏ nhỏ thôi. Rồi, gọi 35.000 bồ kết, ô quên lộn, cái này Hà Thủ Ô mấy chị. Cả nam và nữ đều sử dụng được, trị nấm, trị gầu, trị ngứa nha mấy chị ha. Rất thơm luôn, cái dòng này là dòng tự nhiên, mấy chị xài ok lắm nha. Gọi 35 chốt đơn dùm em Nhi luôn. Chai này xài mấy tháng không hết nha mấy chị. Rồi lên cho em luôn là kính nâu 30. Một kính duy nhất. Kính nâu 30. Rồi chốt mã kính nâu 30 dùm em luôn. Chị nào lấy thì chốt đơn. Rồi lên cho em luôn là kính nâu 30 mấy chị. Một cái duy nhất nha. Rồi lên cho em luôn mã này mọi người ơi. Xếp xanh. Trời ơi xếp xanh thì đúng đỉnh luôn. Một áo sơ mi một em quần, trời ơi mã này đỉnh luôn mọi người ơi, đẹp quá. Một áo sơ mi trắng ghế lấy ok chị đang mang luôn, 115 luôn cho chị Dương lên nha, ok tình yêu nha. Gọi 35 luôn nha chị Quyên Trương, ok chị chốt đơn trên 100.000 cho em nha, dễ thương đi hàng nha mấy chế. Rồi áo đang mang chút vàng giùm em 115.000, dưới 60 cân quay đầu, hàng nhung loại một siêu mềm mịn cho em Nhi luôn. Rồi mã xích nào, xích xanh này cho em luôn mấy chị 105.000. Rồi em quần dạng tay có dây kéo nha mấy chị, túi nha. Rồi sơ mi nè siêu đỉnh chưa, 105. Kèm một dây thắt eo cho mấy chị nữa, set này đỉnh cú chớp luôn. Rồi set xanh cho em luôn 105.000, chị nào lấy nhanh tay chút liền. Một set duy nhất thôi mấy chị. Một set duy nhất thôi. Cái màu xanh này mang lên cực kỳ đẹp luôn á. Rồi set xanh cho em luôn 105, sơ mi mấy chị mặc rồi, quần mấy chị mặc rồi được nha. Thu Trang hôm qua có đơn một hôm qua em ơi. Rồi gọi 35 luôn nha chị Trần Tuyến, ok chị nha. 115. Kính nâu 30.000, chị nào lấy kính nâu cho mã kính nâu. Xếp xanh 105 cho Văn Nguyễn. Văn Nguyễn này ghé lấy sao không em? Văn Nguyễn này ghé lấy phải không em ơi?
Văn Nguyễn ok nha bà ơi. Rồi lên tiếp cho em luôn mấy chị, nước hoa chân dài 49.000 lọ, sơ mi trắng hết rồi chị ơi, mẫu đang mang còn hai cái màu vàng, sơ mi vàng thôi. Rồi lên cho em luôn là nước hoa vụt ở quên lụt, nước hoa chân dài 49.000 một lọ mấy chị, cực kỳ thơm luôn. Rồi vitamin E 45 luôn các chị, Trần Tiến ok chị nha. Tiếp cho em luôn nước hoa 49 với chị, chân dài thơm đê mê luôn, 49.000 mã nước hoa. Nước hoa cho em luôn 49.000, chị nào lấy chốt nha. Tiếp cho em luôn mấy chị mã túi nơ 75.000. Rồi túi nơ cho em luôn 75.000, túi hồng 75.000, dễ thương chưa, chút mã túi hồng 75 dùm em nha. Alex, cái gì vậy, hôm qua bỏ đơn gách ghé rồi, qua nhìn kỹ với nó đi. Thu Trang đơn 1. Hôm qua cái set màu vàng hay màu xanh chị đầu lai chị mang đó. Cuối cùng rồi chế nào lấy cái này chốt giùm em mấy chị ơi, mã gì đây. Túi sách hồng cho em luôn 75.000 có cái nha, túi hồng 75.000. À lấy túi hồng, chốt túi hồng cho em luôn 75.000 nha mọi người. Thu Trang nhìn kỹ xem nào, túi hồng cho em luôn 75.000, còn túi chị nào lấy chốt nè. Hôm qua chị dục qua đơn 1 rồi, em để đâu hay là lời nhát vô mấy chỗ khác. Rồi Hà Thủ Ô 35 luôn nha chị Nguyễn Phương, ghé ok chị nha. Hả? Văn Nguyễn như ghé sao á, Văn Nguyễn ghé phải không em? Rồi cái set vest xanh này đúng đỉnh luôn mấy chị ơi. Lên cho em luôn mã vest xanh này đẹp lắm luôn nha mấy chị đẹp ơi. Thu Trang. Rồi túi 75 luôn cho chị Thuận Nguyễn nè. Rồi Văn Nguyễn ghé lấy em. Thuận Nguyễn. Rồi lên cho em luôn set xanh này cho em đi với chị, 109.000 không đẹp không lấy tiền luôn. Set xanh cho em luôn 109.000 nha mấy chị ha. Mẫu này em bao mấy chị mang đi tiệc được, đi sinh nhật được, đi ngang mấy chị ha. Xuất sắc luôn, màu xanh đang thịnh nữa nè. Rồi xanh 109 cho mấy chị 40-55 cân. Chốt xanh 109 giùm em luôn, set này đẹp lắm. Xanh 109 lấy xanh, chút xanh 109 nè. Xếp đó vải đẹp lắm mấy chị, 40-55 cân dùm em nha. Xanh 109. Kính sao đây? Rồi cái này chốt dùm em luôn mấy chị, mã kính trắng cho em luôn 35.000. Kính trắng cho em luôn 35.000, chốt mã kính trắng 35 mọi người ơi. Kính trắng cho em luôn 35.000 nè. Rồi cái này để gì đây? Trời ơi, bộ đùa theo mấy chị của team. Đùa theo của team này xuất sắc luôn mấy chị, mã ca, mã hồng. Rồi bộ hồng này cho em luôn 62.000, đẹp quá trời luôn nè. Hồng 62 nha mấy chị ơi. Bộ con vịt này giùm em nha, của team nè, theo nè. Quần như quần giả váy vậy đó mấy chị. Rồi chốt hồng cho em luôn 62.000 dưới 57 cân nha, mã hồng 62. Lấy hồng 62, chốt mã hồng 62. Hồng 62 đi mấy chị, dưới 57 cân, bộ hồng này rất là đẹp. Sơ mi vàng đang mang 115.000 chị ơi, dưới 60 cân quay đầu giùm em nha. Rồi cái set gì đây? Trời ơi, cái set caro mấy chị, set ngố. Set ngố sơ mi cho em luôn mọi người, ngố dài luôn đẹp chả mang chưa. Rồi set ngố sơ mi dài leggy 95. Lên cho em luôn là caro 95. Một sơ mi một quần leggy nha mấy chị, mẫu này đúng đẹp luôn á. 95.000 nguyên bộ dài. Rồi caro cho em luôn 95.000, chút mã caro 95 dùm em mấy chị. 40-57 cân, chút mã caro 95. Hằng Nguyễn Thị Lê một kính chưa? Nguyễn Kim Oanh một kính chưa? Miu Miu một kính chưa? Miu Miu đâu? Phải kính đen chưa? Đâu qua coi. Hằng Nguyễn Thị Lê có chưa? Bỏ cái đơn Miu Miu ra đi. Nguyễn Kim Oanh ghé. Sơ mi đang mang màu vàng 115 nha chị nha. Ai lấy sơ mi vàng 115 thì chốt. Rồi kính trắng hả chị? Kính trắng hả? Kính trắng 35.000. Kính trắng cho em luôn 35.000. Màu trắng này thì mấy chị mang đi
căng ngày ban đêm, mưa nắng gì cũng được hết. Trong này thì nó tiện. Rồi kính nam Miu Miu có gì ơi. Rồi cái này chốt giùm em luôn mấy chị, mã set ống này đẹp lắm. Rồi mã ống này cho em luôn 80.000 mấy chị, 40 đến 55 cân. Ống cho em luôn 80, 40 đến 55 cân, chốt giùm em luôn mã ống 80 nè. Rồi set ống cho em luôn 80 mấy chị, 40 đến 55 cân giùm em nha. Set ống này dễ thương cực kỳ luôn á, 80. Set ống cho em luôn 80 mấy chị, 40 đến 55 cân. Rồi một mã áo khoác đen này cho em luôn mấy chị, khoác đen siêu đỉnh giùm em nha. Rồi khoác đen xịn này giùm em luôn mấy chị, 175.000. Khoác đen 175.000. Chốt mã khoác đen 175 giùm em mấy chị, đẹp lắm. Chất này là chất găng hàng xịn giùm em nha mấy chị ha, găng bự nha. Đó găng bự hàng xịn giùm em mấy chị. Rồi mã khoác đen cho em luôn 175.000. Dưới 57 cân nha mấy chị ha, túi có dây kéo nha. À, túi có dây kéo trong mấy chị. À, túi trong có dây kéo giùm em mấy chị ơi. Rồi mã mini này giùm em luôn mấy chị 85.000. Mini cho em luôn 85.000, chốt giùm em luôn mã mini 85 nè. Túi mini cho em luôn 85.000, chị nào đó chốt ha, cực kỳ dễ thương luôn. Rồi một cái đầm xanh baby doll mấy chị ơi, 105. Đầm xanh cho em luôn 105 mấy chị, dạng đầm baby doll mấy chị đẹp lắm. Đầm xanh 105.000, dưới 60 cân quay đầu giùm em nha mọi người nha. À đấy đầm xanh, chú đầm xanh nè. Trời ơi này dạng đầm baby doll mấy chị dễ thương lắm luôn, bầu bí bông chen được nha mọi người. Rồi set caro luôn cho các tiên nè, set set ống đúng không? 80. Rồi lên cho em luôn là đầm xanh mấy chị, dạng đầm baby doll mấy chị dễ thương lắm. Baby doll cực kỳ dễ thương luôn. Rồi 105. Đầm xanh cho em luôn 105, dưới 60 cân quay đầu nha mấy chị nha. Rồi tiếp cho em luôn một cái áo ba lỗ hồng mấy chị, 65.000. Ba lỗ hồng cho em luôn 65.000. Ba lỗ hồng cho em luôn 65.000 nha mọi người, dưới 57 cân. Chắc bô rip lộ một form bình thường nha mọi người nha. Ba lỗ 65.000 dưới 57 cân. Chốt mã ba lỗ. Sơ mi đang mang dưới 60 cân giùm em chị ơi. Sơ mi đang mang dưới 60 cân. Túi đang đeo 85.000, lên cho em luôn là mã túi đen 85.000. Rồi tẩy tế bào chết body cà phê mấy chị cực kỳ thơm luôn nha, cực kỳ trắng sáng da, sạch da 50.000. Tẩy tế bào chết cà phê cho em luôn 50.000, chị nào lấy chốt. Tẩy tế bào chết cà phê cho em luôn 50.000, chị nhà hàng rồi đẹp lắm, em cảm ơn chị Bình Nguyễn nha. Rồi tẩy tế bào chết cà phê giùm em mấy chị 50.000, chị nào lấy chốt. Hàng đẹp lắm, em cảm ơn luôn chị Hạnh Phúc Nhan Đôi nha chị nha. Rồi nước tẩy trang bio này hàng bơm mới về mấy chị ơi, cái này 500ml FC luôn 75.000. Nước tẩy trang cho em luôn 75.000, hàng bio nha mọi người. Ba lỗ hồng 65 luôn nha chị, kẹo bông nè. Rồi bông tẩy trang cho em luôn á. Ê, nước tẩy trang mấy chị 65.000. Rồi tẩy tế bào chết cà phê 50 luôn nha chị Heli. Một đống đơn sơ suất không soạn đi, cầm. Tẩy tế bào chết cà phê 50 luôn nha chị Trần Tiến, ok chị. Rồi một mắt kính hàng xịn này dùm em, lên cho em luôn là mã xịn 40.000. Rồi kính xịn này cho em luôn 40.000, gọng sắt nhuyễn nha mấy chị ha, bao đẹp luôn. Bưng đồ lên đây chị luôn. Rồi lên cho em luôn là sáp thơm nội địa mấy chị, 29.000 một khẩu. Bao xài luôn nha mọi người nha. Sáp thơm nội địa cho em luôn 29.000 một khẩu. Tẩy tế bồi chết cà phê 50 luôn nha chị Phan Trang. Áo đang mặc 115.000 dưới 60 cân dùm em nha chị ơi. Áo đang mang 115.000 dưới 60 cân dùm em nha chị ơi. 65 nước tẩy trang hàng bio này cho em luôn. Hàng chai này là 100 mấy 200 ngàn. Xả bơm mấy chị 65.000 dùm em luôn nha. Sáp thơm nội địa không mọi người, rất là thơm luôn. Mấy chị bỏ phòng khách phòng ngủ nha mấy chị, phòng tắm quần áo gì cũng được. Rồi sáp thơm nội địa 29.000 một hũ, chị nào lấy chốt dùm em. Kính xịn 40 luôn nha chị Vinale. Một cái duy nhất hà. Lấy đồ. Cái gì vậy trời, chị chỉ cho biết cái gì té liền. Rồi tiếp cho em mọi người ơi, mã kính nâu này cho em luôn 30.000, chị nào lấy chốt nha. Kính nâu 30, kính nâu cho em luôn 30.000 một kính duy nhất, mã kính nâu 30. Kính 40 em nhi hết rồi chị ơi. Rồi lên cho em luôn áo đang mang mấy chị, sơ mi vàng 115 nha mọi người. Ôi ôi cái set này đúng đỉnh luôn mấy chị ơi, set này đúng đỉnh dùm em luôn mấy chị. Cái mã này thô rồi luôn á.
Rồi cái này chốt giùm em. Rồi nước tẩy trang 65 luôn cho chị Văn Nguyễn nè. Rồi lên cho em luôn cái này mấy chị, nhanh tay mã này giùm em Nhi luôn nha mọi người. Đây. Rồi xích đen này em xem mấy chị luôn 101 nè. Xích đen cho em luôn 101 mấy chị ha. Một áo này, một cái chân váy mấy chị siêu đẹp luôn. Cái này quần giả váy mọi người. Ôi bộ này mang lên thì thôi rồi luôn á. Rồi mã xích đen giùm em mấy chị 109 nè. Xích đen cho em luôn 109 ngàn dưới 57 cân. Có cái đơn nào soạn em đưa cho nghe soạn đi. Xíu nữa là biết cái hỏi cái tẩy tế bào chết nào chị. Rồi cái nước cái tẩy trang nào chị. Rồi xếp đen giùm em mấy chị 109 ngàn. Xếp đen 109 ngàn chị nào lấy chốt nè. Rồi bộ đuổi này cho em mọi người. Trời ơi đuổi này đúng xịn luôn mấy chị. Chắc này mực cực kỳ mát luôn. Rồi đuổi 100 dưới 60 cân. Xếp đen 109 luôn nghe chị Thảo Nguyên. Giờ đặt thứ bảy đi đơn được không bà hả? Bữa nay thứ mấy? Ui dồi bữa nay mới thứ ba. Bà đâu có giữ đơn được đâu. Giữ đơn cọc cạc mới giữ đơn nha. Rồi áo đông mang nè. Áo đông mang 115 nè. Cho chị Liên Điền áo đông mang còn cái nữa em như hết đó mọi người. Rồi lên cho em luôn cái siêu phẩm này nha. Bò 100. Đuổi hàng cao cấp giùm em không nhăn không xù không xệ. Mấy chị cầm chẳng phải mấy chị mê liền. Rồi lên cho em luôn mã bò 100 dưới 60 cân. Bò 100 dưới 60 cân. Lấy bò chút bò trăm giùm em nha mấy chị ơi. Bò 100 dưới 60 cân. Em đang xả bơm chị hàng đồ thì tùm lum tùm la hết á. Rồi lên cho em luôn là set trắng thiết kế hàng xịn giùm em luôn mấy chị 95 nghìn. Set trắng cho em luôn 95 nghìn chị nào lấy chút đơn. Rồi set trắng cho em luôn 95 nghìn. Trời ơi bộ này đẹp quá mọi người. Hai bên có túi nha chắc nè. Bên trong có quần trong giùm em mấy chị. Set trắng 95 nghìn. 40 đến 55 cân nha mọi người. Rồi đầm xanh 105 là đầm baby đôi đúng không? Rồi luôn cho chị Ngăn Kiên. Bò 100 luôn cho chị Nguyễn Hằng. Cọc ít nhất 100 em ơi. Cọc gì mà 20 ngàn em. Rồi xếp trắng 95 luôn cho Thúy An Nguyễn. Cọc 100 em ơi. Rồi xếp thanh thiết kế này cho em luôn mấy chị. Xếp vest này bao sang luôn nha. Rồi lên cho em luôn là xếp xanh mấy chị. Xếp xanh này cho em luôn 101 dùm em không đẹp không lấy tiền. Màu xanh này là đang bá cháy bộ chét luôn. Xếp xanh vest hàng cao cấp này dùm em luôn mấy chị 101. Xanh cho em luôn 101 mấy chị 40 đến 55 cân nha. Xanh 101. Túi mini 85 ngàn còn cái chị nào lấy chốt nè. Rồi lên tiếp dùm em mấy chị. Áo đang mang 115 còn cái vàng chị ơi. Ôi cái kẹp nách này đẹp quá ta. Rồi lên cho em luôn mấy chị. Túi đen cho em luôn. Túi đen mấy chị 125 nghìn. Túi đen 125 nghìn. Vừa kẹp nách vừa đeo được. Cái này đẹp quá à. Chế nào không lấy em chốt cá luôn chuẩn bị em đi du lịch luôn. Rồi túi đen này đẹp lắm 125 ngàn dùm em nha. Vừa kẹp nách vừa dây dài. Có cái hàng bơm đó mấy chị. Rồi lên cho em luôn túi đen 125. Áo đang mang 115 ngàn còn duy nhất một cái luôn nha chị Quyên Trương ơi. Quần đang mang còn ML 95 ngàn nha muối muối ơi. Rồi mã túi chờ neo này chốt dùm em luôn chờ neo 99 ngàn. Đẹp lắm dễ thương lắm chắc đẹp lắm mấy chị. Chờ neo 99 ngàn, chút mã chờ neo 99 giùm em nha mọi người. Tiếp tục mấy chị. Trời ơi, cái xích nu đẹp quá trời luôn. Bộ này lên sang chảnh luôn nha. Rồi xích nu giùm em mấy chị 109 ngàn. Xích nu 109 ngàn mấy chị dưới 57 cân quay đầu. Cái này giảm giá mấy chị là gần 20 ngàn rồi đó. Một áo đang mang luôn cho chị Quyên Trương ok tình yêu nha. Rồi ơi, cái xế này đẹp quá, phía sau có gì kéo luôn mọi người ơi, đỉnh luôn. Nu 109 với 57 cân giùm em Nhi ha. Nu 109 với 57 cân giùm em Nhi. Trời ơi này đẹp quá. Rồi chờ neo 99 luôn nha chị Ngăn Kiên nha. Còn xế áo dây áo phát lửng không em? Dạ còn chị cái mã sọc sọc á hả? Cái phải cái mã sọc sọc không? Ê chị bật áo đang mang cho chị Quyên Trương cho. Túi chờ neo cho chị rồi, quần size L luôn cho muối muối ok tình yêu nha. Quần đông mang còn cái M. Quần đông mang còn cái M chị ơi là 46 cho đến quần size M là 46 cho đến 50 51. Set nu 109 luôn á chị Bích Kiều. Set nào không có giá này hỏi chị chứ đừng có ghi giá tầm bậy nha, đã sale lỗ rồi chết tôi luôn á. Lời chị đang mang luôn nè, để tờ chút xíu đi. Rồi lên cho em luôn mấy chị mã set trắng này giùm em luôn. Có bông tẩy trang không Nhi? Dạ có luôn chị, xuống lấy chị có hộp tẩy trang em. Cái xế nó có hai màu đó chị, màu hồng với màu đen thôi.
Rồi cái này chốt giùm em ha, set nu 109 ghi vô luôn. Rồi lên cho em luôn set đen mấy chị, chỗ set sen đuổi thiết kế giùm em nè. Rồi set trắng giùm em luôn 105.000. Hộp bông tỉ trang cái hộp á, với lại cái set ngố ơi. Gì vậy, rồi nói nó mà nó cứ đi băng băng vậy ta. Thằng đây nữa nè, nó đang đi thì lại chặn cửa chặn đồ lại nè. Tôi like xong đi rồi mày biết chuyện với ta nghe chưa. Đâm đớp có điện thoại suốt. Xếp trắng 105 luôn nha chị Duy Nguyễn nè. Cái kính trong cho chị coi lại ok chị nè. Rồi kính trong 35.000 chị ơi. Kính trong 35 áo đông mai như hết đợi em xíu. Sọc hồng sọc đen nhìn là biết liền. Áo đông mai như hết rồi đợi xíu mấy chị ơi. Đợi xíu em thay mẫu nha. Cái trắng 105. Rồi kính trắng này chị 35.000 này chị. Kính trắng 35.000. Ok luôn chị Kiều Ly 115 xếp đó nha chị. Áo quần dài chuông còn rất tốt. Nhiều mẫu em cũng không biết được. Bích Kiều gá nha. Bích Kiều gá. Rồi Kiều Ly lên số điện thoại giùm em chị Kiều Ly ơi. Lên số đó chị. Đang 115 cho chị nè. Rồi kính trong 35.000 nè. Chị nào lấy chốt giùm em nè. Kính trong 35.000. Xếp trắng em như hết rồi. Kính trong 35. Mấy chị đợi xíu em lên một cái siêu phẩm áo sơ mi nữa đẹp lắm nha. Đợi em xíu. Em thay mẫu này cho mấy chị coi. Ôi cái mã sơ mi này đẹp chưa mọi người ơi. Xuất sắc luôn. Rồi lên mã sơ mi đang mang cho em luôn mấy chị. Trắng đen hồng. Mẫu sơ mi đang mang cho em luôn. Trắng đen hồng. Sơ mi đang mang trắng đen hồng dùm em luôn mấy chị. Về tay lặn la gì cũng được tùy nha mấy chị. 115.000 một áo. Sơ mi đang mang trắng đen hồng 115.000 như mấy chị. Phôm đỉnh luôn. Cái này đóng thùng cũng rất là đẹp nha. Xếp trắng em như hết rồi. Kính trắng một cái cho Hoài Thương ghé nè. Ghé lấy sớm chị nha bé đẹp. Kính trắng còn không ấy ơi. Kính trắng còn không. Đêm bên đây. Kính trắng hai cái luôn cho chị Mừng Nguyễn nè. Kính màu khác nữa không em. Rồi đợi xíu cho chị như em. Hết kính luôn là phải không. Hai kính nè. Rồi lấy kính trắng 35 nữa chốt với chị còn mấy cái. Rồi kính nâu cho em luôn 30 nè. Ai lấy kính nâu chút giùm em luôn mã kính nâu 30 nha mọi người. Kính nâu 30, kính trắng cho em luôn 35 nha mọi người. Sơ mi hồng đang mang 115 cho muối muối nè. Sơ mi này 57, 58 mấy chị quay đầu mang ok nha. Sơ mi hồng đang mang 115 mấy chị hàng xịn lời 1 giùm em. Đóng thùng thả thùng gì cũng đẹp nha mọi người nha. Rồi chị nào lấy sơ mi trắng chút mã sơ mi trắng giùm em. Rồi sơ mi trắng giùm em luôn 115. Đẹp lắm mọi người. Sơ mi này dày tay đóng thùng thả thùng gì cũng đẹp nha. Rồi lên cho em luôn sơ mi đen 115.000. Sơ mi đen 115.000. Đẹp ha, mang dễ thương. Mấy chị đóng thùng cũng rất là ok luôn á mọi người. Mẫu này đóng thùng cũng đẹp lắm. Thả thùng gì cũng xinh hết đó. Rồi hồi nãy tay ngắn rồi bây giờ qua một mẫu tay dài đi. Mấy chị công sở đi làm được giùm em luôn hàng xịn nha mọi người nha. Rồi kính nâu 30 luôn nha chị. Ngăn kiên ok chị nè. Kính trắng em như còn một hai cái, chị nào lấy thì chốt giùm em nha. À, bông tẩy trang nãy chị hỏi đâu ạ? Bông tẩy trang giùm em luôn 1.000 miếng mấy chị, 50.000 có hộp sẵn cho mấy chị luôn. 30. Bông tẩy trang 1.000 miếng có hộp sẵn rất là vệ sinh cho mấy chị luôn, 50.000 một hộp. Bông tẩy trang em xả luôn 50.000 một hộp. Cái này mấy chị Shopee, Shopper rồi này kia bán cái hộp này 99.000 1.000 miếng. Em như bán cho mấy chị xả bơm 50.000. Một hộp 1.000 miếng bông tẩy trang cho mấy chị sử dụng luôn. Rồi sơ mi đang mang 57-58 cân quay đầu giùm em nha chị ha. Chắc rất là dày dặn luôn. Hỏng dày là em như cho hoàng luôn mọi người. Riêng áo sơ mi hỏng dày em cho mấy chị không cần phải nhận hàng giùm em luôn. Em có thiệt nha.
Sơ mi chỉ có 3 màu thôi, màu hồng, màu trắng và màu đen giùm em, 115.000 nha mọi người. Bông tẩy trang luôn cho anh Nguyễn, bông tẩy trang cho chị Kẹo Bông, bông tẩy trang cho Gia Mi Hồ, lên số điện thoại đi bà ơi. 50.000 một bông tẩy trang, 1.000 miếng có hộp sẵn giùm em. Chị nào lấy thì nhanh tay sở hữu liền giùm em nha mọi người. Bông tẩy trang là mấy chị xài xuyên thuốc luôn, ngày nào mấy chị cũng sử dụng luôn, năm này qua năm kia á. Lâu lâu gặp em Nhi bả xả bơm mấy chị chốt mấy hộp về thì chị dành xài. Kính trong 35 luôn cho Thúy, kính trong cho chị Chiêm Quốc này, hai hộp luôn cho Thúy Nguyễn nè. Lấy ba hộp của Trang, ba hộp bông tẩy trang đây đây. Thúy Nguyễn ghé nha. Kính trong còn hai cái, chị nào lấy thì chốt thêm giùm em nha. Kính trong em Nhi còn hai cái nè, kính trong nè. Rồi kích trắng giùm em còn hộp mấy chị 35.000. Kích trắng nào mà tin cho em luôn 35.000 còn hộp. Sơ mi đen đang mang 115 luôn cho chị Cúc Nguyễn quê chị nè. Rồi lên cho em luôn kích trắng Albertine 35.000 hộp. Kích trắng Albertine 35.000 hộp. Kích trắng 35.000 một hộp. Lên mã kích trắng giùm em mọi người ơi. Rồi cái set ngố sọc này giùm em. Mấy chị set ngố sọc này đẹp lắm, 115.000 ba món nè. Rồi một cái áo dây giùm em mấy chị, một áo dây, một quần ngố nha mấy chị ha. Và một cái áo khoác giùm em mấy chị, set hồng 115.000 ba món đẹp lắm. Set này manicure đồ này kia y bài luôn mấy chị ơi. Một áo dây, một quần ngố mấy chị và một áo khoác rời nha. 115.000 một set cho em Nhi nè. 40 đến 55 cân. Rồi lên cho em luôn set hồng 115.000, 40 đến 55 cân. Sơ mi đang mang đẹp dễ thương lắm mọi người. Rồi. Rồi cái này chốt giùm em luôn, chân váy L 40.000 có quần trong. Xếp hồng 115 như Thúy An Nguyễn xếp nè, còn xếp nữa chị nào lấy chốt nè. Rồi chân váy CL 40.000 xả lỗ. Chân váy CL 40.000 xả lỗ luôn mấy chị ơi, CL 50 đến 56 cân là mấy chị mang được, có quần trong hai tầng vải dày dặn nha. Cái này đóng thùng với sơ mi này cũng đẹp đó mọi người. Chân váy CL 40.000 còn hai cái. Chân váy CL 40.000 còn hai cái. 50 đến 56 cân mấy chị mang vừa. Rồi áo đen này dùm em luôn 35.000 xuất sắc luôn mấy chị. Cổ này là nút bấm nha mấy chị, không hở nè mọi người yên tâm. Áo trắng, áo đen 35.000. Áo đen cho em luôn 35.000 mấy chị, hàng co giãn thoải mái nha nè. Giãn mà giãn một cách mà sung sướng luôn á mấy chị, 35.000 form ngắn nha mọi người nha. Rồi chốt mã đen 35 mấy chị, à lấy đen chốt đen 35 giùm em. Đen 35. Rồi mã này cho em luôn mấy chị, một cái siêu phẩm này cho em luôn nha, thể thao. Rồi thể thao màu xanh hai túi hai bên giùm em luôn 62.000 bộ đùi. Rồi xanh cho em luôn 62.000, 40 đến 55 cân. Chân váy CL 40.000 luôn cho chị Trung Linh, lên số điện thoại giùm em đi chị ơi. Chân váy ở trên cây còn đúng không? CL luôn cho Dầu Nguyễn coi còn không, đem xuống đây luôn. Rồi xanh đùi này cho em luôn 62.000, chị nào lấy chốt. Xanh 62.000, chị nào lấy chốt. Rồi tiếp xanh 62 luôn nha chị Thảo Nguyên, xả bơm rồi giá quá mềm luôn mọi người, xài sướng thấy mồ luôn. Đen 35 cho Tí Hoàng, lên luôn số điện thoại giùm em cháu ơi. Xanh đùi hết. Rồi lên cho em luôn nước hoa chân dài 49.000 một lọ, mùi rất là thơm. Lưu hương được 3 đến 5 tiếng nha mấy chị, mùi thơm rất là êm. Chân váy còn đem số này luôn, còn cái nước phòng đem ra chị bán luôn. Rồi lên cho em luôn nước hoa mấy chị 49.000 một chai nước hoa chân dài nha mọi người. Nước hoa chân dài cho em luôn 49.000, chị nào lấy chốt nè. Nước hoa chân dài 49.000. Chân váy L em còn một cái mấy chị 40. Chân váy L em còn một cái 40. Chân váy L em còn một cái 40. Chân váy L, chân váy L. À đấy chân váy L chứ không phải chân váy L giùm em mọi người ơi. Chân váy size L 40.000, 50 đến 56 cân giùm em. Rồi bộ hồng này cho em đi mấy chị, mê luôn, mê quá trời mê luôn. Rồi mã hồng của team con vịt theo 62.000. Hồng 62.000 dưới 57 cân, quay đầu chốt mã hồng 62 giùm em. Bộ đùa này xuất sắc nha, lụm luôn mấy chị. Hồng 62.000 dễ thương. Sơ mi hồng đang mang 115 cho Lam bé, ok bà nha. Coi trên cây áo sơ mi hồng của chị còn không em. Nè nhìn cái mặt nè, đi kiếm nè, liền cái mặt này nè. Đó coi còn màu hồng không. Rồi cái mã Barbie doll màu trắng này dễ thương lắm mấy chị, chắc cực kỳ dày dặn cho mọi người luôn.
Rồi trắng Barbie doll này giùm em luôn 59.000. Trắng cho em luôn 59.000 dưới 57 cân, chốt mã trắng 59 nha mọi người nha. Trắng 59.000 dưới 57 cân mấy chị, cái này bộ Barbie doll VIP luôn mọi người. Mẫu này không VIP không lấy tiền luôn á, chốt mã trắng 59 mấy chị. Chân váy 40cl luôn nha chị Thanh Nguyễn, ok chị nè. Xịt một tóc hết rồi em ơi. Trắng 59 luôn nha chị Kim Dung, ok chị luôn. Chị kêu lấy cái gì thì đi lấy cho chị cái đó, rồi cái việc đó thì để sau. Rồi đó. Rồi hồng này cho em luôn mấy chị, mã hồng này 62.000 bộ đùi. Lên cho em luôn là caro 62.000, chị nào lấy lụm lụm. Caro sắc nách 62.000 đẹp quá trời luôn, mấy chị có túi hai bên nha. Rồi lên cho em luôn là caro 62.000. Caro 62.000. Màu khác là màu chỉ này, hàng bơm mỗi thứ có cái đâu có nhiều đâu mấy chế. Caro 62.000 chị nào lấy chút liền. Bộ nào cũng xinh hết đó. Rồi tiếp giùm em luôn mấy chị ơi, thái xanh. Thái xanh cho em luôn 79.000 ha, dưới 57 cân nha. Thái xanh 79.000. Thái xanh 79.000 coi phía sau chưa? Sau lưng em, ủa phía sau chết đi. Rồi thái xanh cho em luôn 79.000, chút mã thái xanh 79 mấy chị, dưới 56 cân hàng có túi nha. Thái xanh 79.000. Cái gì đây? Rồi một cái mã đồng mấy chị, đồng. Rồi đầm này cho em luôn á chị, đầm cho em luôn 70.000 vào qua gối mấy chị ha, dễ thương lắm, đầm 70. Đầm cho em luôn 70. Thái xanh luôn nha chị Duy Nguyễn, ok chị nè 79. Hồng giục xuống chốt đơn luôn đi. Rồi chị nào lấy chốt giùm em luôn mọi người nha. Ai lấy hồng chốt hồng cho em luôn 70 mấy chị, đầm qua gối đẹp lắm có cái à. Hồng xả bơm mấy chị 70. Hồng xả bơm với mấy chị 70. Áo đồng mang còn em ơi, áo đồng mang màu trắng màu đen. Áo đồng mang màu trắng màu đen, màu hồng. 115.000 nha. Rồi lên cho em luôn mấy chị sơ mi rinh giùm em. Caro 62 cho Út Kim Nguyễn. Sơ mi rinh phông rộng cho em luôn 150 nha. Sơ mi rinh cho em luôn 150 đẹp quá à. Sơ mi rinh cho em luôn 150 mọi người. Dưới 60 cân. Sơ mi rinh cho em luôn 150 dưới 60 cân. Sơ mi 150. Rồi giả váy này giùm em luôn mấy chị 55.000. Giả váy cho em luôn 55.000, đế cao đẹp lắm, 50 cho đến 56 cân mang được. Rồi lên cho em luôn giả váy 55.000. 50 đến 56 cân mấy chị, giả váy 55.000. 50 cho đến 55 56 cân, bưng đồ lên luôn. Rồi lên cho em luôn mấy chị quần chín tắc 70. Quần chín tắc 70, 40 đến 60 cân giùm em, chín tắc Quảng Châu thun có túi hai bên. Chín tắc 70. Quần chín tắc cho em luôn 70, 40 đến 60 cân có túi hai bên, hàng bao xịn luôn nha. Rồi cái sơ mi đang mang màu trắng màu đen với màu hồng 115.000 nha mọi người. Dưới 57 cân quay đầu giùm em nha chị ơi. Rồi lên cho em luôn là áo xanh. Trời áo này quá xịn luôn mấy chị. Áo xanh cổ vuông giùm em, áo xanh giùm em luôn 45.000. Giả váy 55 luôn nha chị Kim Dung. Rồi áo xanh cho em luôn 45.000 nha mấy chị, cổ vuông lay bầu đẹp chưa. Rồi quần chín tắc 70 cho 1m bẻ đôi. Quần chín tắc em còn chị nào lấy chốt nha. Xanh 45.000 đẹp lắm. Cổ vuông lay bầu mấy chị chắc co giãn. Xanh cho em luôn 45.000. Xanh 45.000, 40 đến 55 cân giùm em mọi người nha. Chốt xả xanh 45. Rồi cái set đuổi này đẹp quá mấy chị. Set đuổi màu nâu nữa chứ. Sắc nách cực kỳ mát luôn 105. Xanh 45 là phơm vừa chị. Phơm vừa không dài không ngắn nha chị ơi. Rồi lên cho em luôn mã nâu này đẹp quá à. Lấy nâu chút nâu. Xanh 45 cho Thiên Mai ghé. 1m bẻ nôi ok chị. Rồi lên cho em luôn mã này nha nâu. Nâu cho em luôn xích nâu đuổi sắc nách 105.000. Nâu 105.000, bộ này không đẹp em không lấy tiền mọi người nha. Mặc lên sang mà mát lắm. Rồi lên cho em luôn nâu 105.000 thôi. Nâu 105 chị nào lấy lụm liền. Thiên Mai ghé. Chín tắc 70 em Nhi còn 40 đến 60 cân. Chín tắc cho em luôn 70, 40 đến 60 cân em Nhi còn. Chín tắc cho em luôn 70, 40 đến 60 cân mấy chị, chín tắc hàng Quảng Châu hai bên có túi nha. Chín tắc 70 quần thun có túi. Rồi mã thể thao này cho em luôn 95.000 mấy chị, thể thao 95.000.
Rồi áo đang mang chị Diễm Hồ 115 ngàn, chị Diễm Hồ ơi, lấy ok giùm em nha. Rồi thể thao cho em luôn 95 ngàn, màu trắng chất cực kỳ dày, có sọc, có bao, có túi giùm em, 95 ngàn mã thể thao, chốt thể thao 95. Rồi một quần chín tắc 70 cho chị Diễm Hồ. Áo đang mang chị lấy luôn đúng không? Chốt hồng 115 giùm em Nhi. Trời ơi, thể thao 95 ngàn mấy chị, màu trắng rất là dày dặn luôn nha mấy chị. Mẫu bộ này xịn lắm luôn á. Rồi lên cho em luôn là thể thao 95 nghìn. Đẹp lắm mọi người. Áo đang mang chốt hồng 115, trắng đen nữa nha mấy chị nha. Rồi cái này chốt giùm em luôn mấy chị, cái gì đây, ngố. Rồi ngố cho em luôn 65 ngàn mọi người. Rồi ngố cho em luôn 65 ngàn dưới 55 cân. Áo trắng quần đen thì thôi tuyệt vời rồi, coi giãn thoải mái cho mấy chị nha. Rồi lên cho em luôn ngố 65 ngàn đi mấy chị, 40 đến 55 cân. Chốt mã ngố 65. Rồi lên cho em, trời ơi áo khoác màu đen mấy chị 65 ngàn hàng theo nữa chứ. Khoác đen 65 đi mấy chị, 40 đến 55 cân. Khoác đen cho em luôn 65 ngàn, 40 đến 55 cân. Chốt mã khoác đen 65. Khoác đen 65 ngàn, 40 đến 55 cân dùm em mọi người. Rồi mã khoác kem 65 nghìn. Tất cả đều hàng theo mấy chị, hàng theo đẹp đó. Diễm Hồ có lấy áo em đang mang thì chốt hồng 115 dùm em nha chị đẹp nha. Khoác kem 65 nghìn. Khoác kem 65 nghìn ghé. Khoác kem 65 nghìn mọi người, khoác kem khoác đen. Rồi mã đùi này cho em luôn 62 ngàn đi mấy chị, dưới 57 cân. Khoác đen 65 cho Mỹ Thúy, lên số điện thoại chị ơi. Rồi lên cho em luôn là đùi 62 ngàn. Đùi 62 dưới 57 cân. Đùi 62 dưới 57 cân, chốt mã đùi 62 giùm em nha. Đùi 62 dưới 57 cân, chốt mã đùi 62 nè. Đùi 62 mấy chị, trời ơi một em sơ mi khỏi phải nói luôn. Sơ mi caro này đúng dễ thương luôn mấy chị nha. Đóng thùng hoặc thả thùng gì cũng đẹp đó. Sơ mi 50. Sơ mi 50 giùm em mấy chị. Khoác đen hết rồi, còn một kem. Rồi sơ mi cho em luôn 50. Sơ mi 50 với 57 cân giùm em, chốt mã sơ mi 50. Sơ mi 50 khoác đen hết, còn khoác kem. Rồi đầm ngủ kèm quần giùm em luôn mấy chị, 45 ngàn, chốt mã đầm 45. Đầm cho em luôn 45 ngàn, đầm ngủ sexy có mút ngực kèm quần 45 ngàn để bèo luôn. Rồi mã đầm ngủ cho em luôn 45 ngàn mấy chị, chốt đầm ngủ 45. Ai lấy đầm ngủ chốt mã đầm ngủ 45. Trời ơi cái đầm body mấy chị kèm áo phát rồi ở ngoài xuất sắc luôn. Sơ mi 50 cho chị bẻ đôi. Màu đang mang có màu khác luôn chị ơi. Sơ mi đang mang, sơ mi caro hôm qua còn cái nó cho Thiên Mai coi dưới á. Mẫu đang mặc có chị, sơ mi đang mang em có màu hồng, màu trắng, màu đen nha chị nha. Rồi lên cho em luôn cái đầm body mấy chị, một đầm body nhúng, một áo khoác rời ngoài em xả mấy chị 100 nghìn. Rồi lên cho em luôn là set xanh 100. Áo khoác rời mấy chị, một cái đầm body màu xanh chuối này bao đẹp luôn á, 100. Rồi lên cho em luôn là set xanh 100, cái này không đẹp không lấy tiền, đầm ngủ 45 luôn cho chị Phương Thảo có đơn. Rồi cái đầm này set này mấy chị mang đi tiệc đều được luôn nha, mẫu này đang hot lắm luôn á. Một cái đầm body nhúng mấy chị, rồi kèm một cái áo khoác rời ở ngoài em bán mấy chị có 100 ngàn thôi đó. À lấy set xanh chút giùm em luôn, set xanh 100 giùm em nha mọi người. Set xanh 100 đẹp lắm, set xanh 100 luôn anh chị Ngân Nguyễn, mẫu này đang thịnh lắm. Rồi lên cho em luôn là ngố hồng 65 nghìn, 40 đến 55 cân. Cái đầm đó mới bấm bi cho Phương Thảo nè. Rồi hồng cho em luôn 65 ngàn mấy chị, 40 đến 55 cân. Chốt ngố hồng 65 dùm em nha mọi người. Rồi ngố hồng cho em luôn 65 ngàn, chốt mã ngố hồng 65. Quần giả váy hết rồi chị ơi. Áo sơ mi đang mang còn chị. Sơ mi đang mang màu hồng, màu trắng, màu đen 115 nghìn. Rồi áo trắng này dùm em mấy chị đẹp chưa? Rồi trắng này cho em luôn 75 ngàn mấy chị, 40 đến 55 cân, bo rip loại 1 dùm em nha. Trắng 75. Trắng cho em luôn 75 mấy chị, 40 đến 55 cân. Chốt dùm em Nhi luôn là mã trắng 75. Rồi
Rồi túi xách màu đen này cho em luôn 125.000 mấy chị, chốt mã túi đen 125. Rồi túi đen cho em luôn 125.000 mấy chị, siêu đẹp luôn á. Trắng 75 luôn nha chị Lê Tâm. Túi xách đang đen 125.000 nha mọi người ơi. Một cái đầm body nu này dùm em luôn đẹp lắm, xả lỗ 50. Body 50. Body nhúng nhúng á chị, mấy cái đầm nhúng nhúng lên form nó đẹp lắm mọi người. Body 50. Rồi body cho em luôn 50 mấy chị, chốt mã body 50 dùm em nè. Áo đông mang hả? Trắng đen. Trắng đen hồng 115.000 nha tình yêu. Rồi sọc xanh dùm em luôn 95.000 chốt đơn. Sọc xanh 95.000 hàng len lộn 1 cho mấy chị. Sọc xanh 95.000 mấy chị, dưới 57 cân, chốt mã sọc xanh 95. Rồi cái kệ đựng cái này, cái đoạn kệ đựng vỡ mọi người. Áo đang mang dưới 57 cân chị ơi. Rồi lên cho mấy chị luôn cái kệ đựng vỡ nè. Rồi kệ đựng vỡ này giùm em, đựng dấu án rồi này kia mấy chị làm việc để bàn nè. Rồi lên cho em luôn kệ đựng vỡ nha mấy chị, 35.000 sale luôn nè. Đây, bỏ cuốn vỡ trên đây mấy chị để trên bàn, mấy chị không cần phải cắm cái mặt mình xuống. Vỡ mình cũng để trên đây nha mấy chị ha. Ví dụ như đây là cuốn sách đi. Đây là cuốn sách, cuốn vỡ là dấu án vô gì của mấy chị đó như này. Rồi lên cho mấy chị luôn mấy chị kệ đựng vỡ 35.000. Sơ mi đang mang hồng 115 cho Vi Nương. Có đồ dán tường không chị? Có luôn. Em lấy dán tường cho chị em. Túi sách 125 cho Thiên Mai, dán tường 3D á. Mà sáng mới về á. Rồi lên cho em luôn kệ để vỡ mấy chị 35.000, hàng bơm một cái duy nhất, bao chất lượng luôn nha mọi người. Kệ để vỡ cho em luôn 35.000 có cái hả? Túi sách 125 em ơi. Rồi sơ mi đang mang chị nào lấy thì chốt với chị, còn trắng đen hay màu nha. Sơ mi đang mang em còn trắng đen hay màu với chị 115.000 hả sơ mi đang mang. Đồ tin đi còn xế đó bà ơi. Trắng đẹp không? Trắng đen hay màu giùm em 115 nha. Sơ mi đang mang còn trắng đen 115, chế nào lấy chốt luôn giùm em. Sơ mi đang mang trắng đen 115 nha mấy chị ha. Rồi miếng dán tường 5D giùm em mấy chị, 3.000 một miếng, xài bao, bao chất lượng luôn đây. Đó dán tường như thế này ha mấy chị, bỏ túi xách, nón, mũ, áo khoác, ba lô này kia ok với mấy chị luôn. Chổi cắt kiểu đồ này kia được cho mấy chị. Dán tường 5D 3.000 một miếng mấy chị, cực kỳ xài bền. Một miếng nào mấy chị xài có thể được 3 đến 4 5 tháng là chuyện bình thường nha mấy chị ha. Nhà em dán quá trời luôn mấy chị. Em đựng quá trời đồ, túi xách, nón, mũ đồ này kia đều được nha mọi người. Rồi lên cho em luôn là miếng dán đi mấy chị, 5.000 một miếng, mua mấy miếng về sử dụng mấy chị. Tiện lắm. Bỏ này lên kia chị em. Đó lên bàn đi. Rồi chế nào lấy miếng dán, chốt miếng dán đi mấy chị, 5.000 một miếng nha. Miếng dán 5.000 một miếng. Sơ mi một cái trắng luôn cho Vi Nương ok nha. Màu trắng đẹp quá trời luôn á, đi làm công sở đằng kia được. Giáo thun sau lưng hả, cái này hả 95.000. Sọc xanh 95.000, hàng len lộ 1 giùm em chị. Sọc xanh 95.000. Giấy dán tường không có bạn ơi, chết luôn á, cái gì cũng bán là chết. Rồi lên cho em luôn là ví mấy chị, ví 35.000 còn hai ví. Ví cho em luôn 35.000, trời ơi là trời, xuất sắc chưa bao nhiêu ngăn nha mấy chị, mà bền giả mang bền nha. Rồi ví cho em luôn 35.000. Rồi lên cho em luôn mã ví 35.000, bao nhiêu ngăn cho mấy chị luôn. Ví 35.000. Bền lắm, cái ví này dễ thương mà nó bền mấy chị. Rồi mã ví 35 giùm em luôn, còn hai ví hàng mới bơm về nè chết. À lấy ví chút ví giùm em nha. Ví 35 luôn nha, kẹo bông cái nè. Rồi lên cho em luôn là kính xịn 40.000 còn cái, kính xịn 40. À lấy kính xịn chút giùm em luôn là mã kính xịn 40. Rồi ví một cái luôn nha chị Viên Trương, rồi hết ví nha mọi người ơi. Hết ví, hết ví. Ấy ví hồi sáng mới về được mấy mẫu đó đem ra cho chị. Rồi lên cho em luôn là ngố hồng 65.000, 40-55 cân. Ngố hồng 65.000, 40-55 cân.
Chốt mã ngố hồng 65 dùm em ha, chắc đẹp lắm nha. Chắc bao chất lượng luôn mấy chế ơi. Ngố hồng 65.000 mấy chị. À lấy ngố hồng chứ ngố hồng 65 dùm em nè. Ví đem như hết rồi, bây giờ qua mẫu khác nè. Rồi lên cho em luôn là cô gái 35.000. À lấy cô gái chút dùm em luôn, cô gái 35.000 mấy chị dễ thương quá ha. Rồi cô gái em bán cho mấy chị luôn 35 nha. À lấy cô gái chút dùm em luôn mã cô gái đi mấy chị, 35.000. Dễ thương cân giả mang luôn á. Sếp có mắt kính đen gì vậy chị ơi? Sơ mi đang mang màu đen luôn cho chị, đổ hoa ok chị nha. 115. Sơ mi đang mang trắng đen hay màu 115 dùm em. Ngố hồng 65 luôn cho chị Yến Ngọc, dễ thương lắm chị ơi. Rồi cô gái dùm em luôn 35.000 dễ thương chưa? Cô gái cho Hồng Hạnh nè. À, kêu Nhi đem về dùm nè, bỏ lên bàn luôn đi nè. À đấy cô gái, chúc cô gái dùm em luôn 35.000, còn cái dễ thương lắm mấy chị. Cưng lắm. Cô gái cho em luôn 35.000, còn không vậy Uyên? Cô gái còn cái chị nào lấy chốt nha. Rồi lên cho em luôn là mã hoa 35.000. À lấy ví hoa chúc dùm em luôn, ví hoa 35.000 dễ thương lắm mọi người, bao bền luôn. Rồi ví hoa cho em luôn 35.000. Ví hoa, cô gái luôn cho Võ Thị Hoài Thương, chốt thêm đơn đi hàng dùm em nha mấy chị. Rồi lên cho em luôn ví hoa 35.000, ví hoa 35.000. Ví xài em lắm, để tiền nhiều nữa dễ thương chị ha. Em Nhi cũng xài cái, để tiền, để giấy tờ đồ quá trời ngăn luôn. Mấy chị có 35.000 nè. Chị lấy cái túi 35 nào chị. Còn gì đem đây, nhanh nhanh đi. Trời ơi. Rồi mã hoa cho em luôn 35.000. Chị nào lấy mã hoa chốt mã hoa 35 dùm em. Mã hoa cho em luôn 35, kính xịn còn cái 40 nè. Rồi hoa với lại cô gái chị nào lấy thì chốt nha, lên cho em cái mã đi. Cô gái với lại mã hoa 35.000. Rồi ví hoa luôn nha chị Ngân Tiên nè, 35 nè. À lấy cô gái chốt cô gái 35. À lấy ví hoa chốt giùm em ví hoa 35, cái này xài dễ thương lắm. Bao nhiêu ngăn luôn, giấy tờ hoặc là tiền gì mấy chị đều sử dụng được nha. Cô gái với lại hoa 35.000 chị nào lấy chốt. Gái với hoa 35.000. Kính xịn còn cái, chị nào lấy mã kính xịn thì chốt mấy chị. 40, kính xịn 40. Rồi ngố. Rồi này chốt giùm em luôn là ngố trắng 65.000, bộ này chắc quần mang sướng thoải mái luôn. Ngố trắng cho em luôn 65 đi mấy chị, 40 cho đến 55, 56 cân này. Lên cho em luôn là ngố trắng 65.000 đi, áo trắng quần đen dễ mang thấy mồ luôn. Rồi kính 40 luôn cho chị Khánh Vy nè. Đây chị sơ mi đen đây chị ơi, sơ mi trắng sơ mi đen đang mang 115.000. Đẹp lắm, hai màu mấy chị hay mang luôn á. Sơ mi trắng sơ mi đen dùm em nha chị, 115.000 nha. Sơ mi trắng sơ mi đen 115.000, dưới 57 cân quay đầu. Chế nào lấy thì chốt. Rồi, rồi xịt phòng mấy chị, xịt phòng nước hoa center hàng bơm 29. Xịt phòng cho em luôn 29 nha. Xịt phòng nước hoa cho em luôn 29 mấy chị. Cái này vô tủ lạnh, máy lạnh mấy chị xài đều nó thoải mái. Rồi xịt phòng 29.000 kèm số điện thoại chốt đơn dùm em nha. Rồi bưng đồ lên đây em ơi. Ví hoa luôn cho chị Cherry Bảo 35.000 ok chị nè. Cherry Bảo. Rồi ủ tóc collagen dùm em luôn 50.000 một bịch. Ủ tóc collagen cho em luôn 50.000 một bịch. Xịt phòng 29 luôn nha chị Cốt Nguyễn nè. Chốt đơn 100.000 đi hàng dùm em mọi người nha. Rồi ủ tóc collagen dùm em 50.000 một bịch. Mềm mượt tóc, không có vấn đề là khi mấy chị ủ tóc xong ra chảy tóc rất là sướng luôn. Nó không có bị bết rít. Rồi nó không có bị cái vấn đề là rối tóc để mới xài, mấy chị chảy tóc mà nó bị rụng đâu mấy chị. Ủ cái này xong mấy chị nha, ok giả mang luôn mấy chị. Nó mềm mượt mà nó thơm lắm luôn. Rồi xịt phòng cho Ngân Kiên, xịt phòng cho Phạm Nguyên. Có ví đựng tiền không chị? Ủa chứ nãy giờ đựng ví đựng tiền mà ta. Nãy ví đựng tiền xe 35.000 đó mà. Rồi ủ tóc collagen 50.000 chị nào lấy chốt. Phạm Nguyên ghé luôn. Ủa nãy giờ sale cái này 35.000 nè bà ơi. Nè chốt mã cô gái 35.000 dùm nha. Ví đựng tiền nè, đựng giấy tờ nè. Dễ thương lắm, tối cẩm này đi chơi thôi cũng được. Rồi chốt mã cô gái dùm em nha. Rồi mã dù cho em luôn á chị, mã dù dày, chất lượng. Đó, dù 65.000 dùm em, dày, form to, chất lượng luôn 65.000 chút mã dù. Ủ tóc collagen 50 luôn nha chị Nguyễn Mai. Ủ tóc 50 chế nào đấy chút thêm dùm em nha.
Rồi mãi dù mấy chị phơm chắc dày dặn, phơm to thoải mái luôn. Rồi chốt mãi dù 65, chị nào lấy thì chốt giùm em nha. Dù 65.000 nè. Rồi lên cho em luôn là thái hồng. Rồi thái hồng cho em luôn mấy chị, mã thái hồng giùm em luôn 79.000 với 60 cân. Thái hồng hai bên có túi giùm em nha mọi người ơi. Rồi thái hồng cho em luôn 79.000 đi mấy chị. Thái hồng 79 không đẹp không lấy tiền luôn. Dưới 60 cân nha mọi người, có túi hai bên nha. Thái hồng màu sen nó đang thịnh đó. Rồi cái này chốt giùm em luôn, cái này mã xinh đó ta. Ôi ngố kiểu mấy chị. Rồi lên cho em luôn là ngố hồng 95.000. Ngố hồng cho em luôn 95.000 nha mấy chị nha. Rồi dễ thương chưa? Ngố hồng cho em luôn 95.000, chị nào lấy chốt xịt phòng ngăn kiên rồi nha tình yêu ơi. Ôi ngố hồng này dễ thương quá à, sơ mi kiểu nè. Rồi lên cho em luôn ngố hồng 95 đi, này dễ thương quá ha. Võ Thị Hoài thương ghé nha. Áo sọc ở phía cây này còn sọc nâu, đem sọc nâu lại đây cho chị luôn. Rồi tiếp giùm em luôn mấy chị, mã dập ly 100. Dập ly 100. Ngố hồng đó 40k mang được chị, tại cái form áo là form áo Babidol nha. Rồi lên cho em luôn dập ly 100 mấy chị dưới 57 cân. Dập ly 100 dưới 57 cân, chốt mã dập ly 100 giùm em. Cô gái 35 luôn nha chị Nguyễn Tina. Lâu quá rồi mới thấy chị luôn á. Rồi mã dập ly cho em luôn 100 mấy chị. Dập ly 100, bộ này mang sướng quá trời luôn. Kim Anh Văn Lê, ok chị, ngũ hồng 95. Dập ly cho em luôn 100 mấy chị. Rồi lên cho em luôn là áo cầu vòng 95.000. Cầu vòng cho em luôn 95.000, cái này hàng lên nha, cầu vòng 95. Cầu vòng cho em luôn 95.000, chị nào lấy chốt đơn mọi người. Cầu vòng 95.000. Cầu vòng cho em luôn 95.000. Rồi quần riêng đang mang em còn cái size M nha, chị nào lấy chốt nha. Riêng đùa đang mang đế cao còn cái size M mấy chị 95.000. Riêng đùa đang mang còn cái size M 95.000, chị nào lấy chốt. Sơ mi trắng đang mang là 115 chị ơi. Sơ mi trắng đang mang 115, có màu trắng với màu đen hai màu nha chị nha. Sơ mi trắng, sơ mi đen 115.000. Rồi tiếp cho em luôn mấy chị một cái siêu phẩm này. Rồi set xanh này đúng đẹp chưa mấy chị ơi. Rồi set xanh 115. Set xanh cho em luôn 115 dưới 57 cân quay đầu. Ở cái set xanh sơ mi này đúng đẹp luôn mấy chị, áo sơ mi highlight này dễ thương chưa. Set xanh cho em luôn 115. Set xanh cho em luôn 115, chị nào đấy chốt mẫu này đúng dễ thương luôn á. Dưới 57 cân nha mọi người nha, chốt set xanh 115. Rồi khoác kem 65.000 mấy chị, chữ theo nè, khoác kem 65 nè. Khoác kem 65 nè, xanh 115 luôn nha chị Nguyễn Thoảng nè. Rồi khoác kem cho em luôn 65.000, chốt đơn luôn á chị, hàng theo đẹp lắm. Khoác kem cho em luôn 65.000 dưới 57 cân quay đầu nha. Sáp thơm hàng nội địa giùm em không mấy chị, sáp thơm này thơm dã man luôn. Để phòng khách, phòng vệ sinh, tủ quần áo cũng được hết á. Sáp thơm nội địa 29.000 một khẩu. Sáp thơm 29.000 một khẩu. Sáp thơm 29.000, chị nào lấy chốt giùm em nha. Xếp xanh hết rồi chị ơi. Rồi bộ đen này giùm em luôn 59.000 Babidol nè. Rồi bộ đen này cho em luôn 59.000 mấy chị dưới 57 cân. Sáp thơm 29 cho ngăn kiên. Chỗ sáp thơm này xài đã lắm mấy chị. Hôm này xài thơm sướng lắm luôn á. Một cục mấy chị xài được 2-3 tháng. Rồi lên cho em luôn là đen mấy chị 59.000 dưới 57 cân. Cái này bộ Babidol mấy chị thương dễ thương cực kỳ luôn. Rồi chốt giùm em luôn là xanh. Đen 59 luôn cho ngăn kiên. Rồi cái này là, rồi cái này bộ đen dài mấy chị đẹp quá trời luôn nè. Đen dài Babidol giùm em nè. Rồi chốt mã đen này cho em luôn 69 mấy chị. Đen dài Babidol này cho em luôn 69 với 57 cân nha mấy chị ha. Chốt đen 69. Đen 69 mấy chị dưới 57 cân giùm em Nhi nha. Trời ơi, bộ dài Babidol hai bên có túi mấy chị tuyệt vời luôn á. Rồi chốt giùm em luôn là mã đen mấy chị 69.000 bộ Babidol này, quần ống suông này.
hai bên có túi giùm em luôn mấy chị, dễ thương cực kỳ luôn. Nguyên bộ da em sale luôn 69.000 nè. Rồi đen 69 mấy chị dưới 57 cân nha. Đen 69 với 57 cân, chốt mã đen 69 giùm em. Đen 69 với 57 cân. Rồi ơi, set trắng mấy chị đỉnh luôn. Set trắng đuổi này giùm em đẹp lắm mấy chị, 105.000 thôi. Trắng 105 nha mấy chị ha, này màu trắng trắng kem kem. Chắc đuổi cực kỳ dày. Trắng 105 mấy chị 40 đến 55 cân nha mọi người. À, lấy bộ này chốt ha, mẫu này dễ thương dễ mang chưa? Trắng 105. Mới nhận đồ của bà nè. Đồ đẹp lắm, cảm ơn nha. Rồi trắng 105, chị nào lấy thử ủng hộ giùm em mấy chị. Rồi một cáo len phun ngắn mấy chị, màu môn đẹp chưa? Trắng 105 cho Phạm Nhung. Rồi len cho em luôn là môn mấy chị, 95.000. Môn 95.000. Môn 95 giùm em mấy chị, áo len phun ngắn nha. Mọi người nhìn lên nè. Ôi cáo len là đẹp lắm. Mấy chị mang cái quần len mấy cái gì đấy cao là đẹp à. Rồi chốt môn cho em luôn 95.000 mấy chị. Môn 95.000. Môn 95 dùm em. Rồi một mã áo khoác đen mọi người ơi. Khoác đen bomber này dùm em nha. Sale nhanh cho mấy chị 98.000. Rồi lên cho em luôn là khoác đen mấy chị 98.000. Bomber nhung lụa đẹp lắm. Rồi khoác đen cho em luôn 98.000 chị nào lấy chốt. Môn 95 luôn cho chị Haley. Rồi lên mở khoác dùm em luôn 98.000 bomber xịn nha mọi người. Khoác 98.000 mấy chị dưới 57 cân quay đầu. Rồi mã kem này dùm em đúng mấy chị, kem này dễ thương chưa. Rồi kem chân váy này dùm em mọi người ơi 90. Rồi nu cho em luôn 90, một áo vest một chân váy có quần nha. Nu 90 dùm em mấy chị, 40 đến 55 cân. Xích nu là quá dễ thương luôn á. Rồi nu cho em luôn 90 thôi, còn xếp bán nhanh luôn. Nu 90. Khoác đen 98 luôn cho Yến Thư. Rồi set hồng này đẹp quá mọi người ơi, set hồng 109. Set hồng 109 gì nào lấy chốt giùm em nha. Rồi cái set hồng này đẹp quá mấy chị, 109.000. Set hồng 109.000 nha mấy chị, 40 đến 55 cân nha. Chốt mã set hồng 109 nè. Rồi set hồng cho em luôn 109 nha mấy chị, set hồng này cân quá trời cân luôn. À lấy set hồng, chốt mã set hồng nha. Rồi cái bộ xanh Barbie doll này giùm em mấy chị, chốt xanh 69.000. Xanh Barbie doll bộ dài giùm em mọi người, mang dễ thương lắm, xanh. Rồi chốt xanh cho em luôn 69 nha mấy chị ơi. Xanh 69 mấy chị, Barbie doll bộ dài bầu bí bông trang được. Rồi xanh cho em nha, 69.000 bộ dài có túi mấy chị dưới 57 cân. Chốt mã xanh 69. Ai lấy xanh chốt mã xanh 69 giùm em ha. Rồi cái mẫu caro này không có bán luôn á mấy chị, bị bơm. Caro này đúng dễ thương luôn mà bị bơm mấy chị. Rồi set caro Quảng Châu này dùm em luôn 115. Caro cho em luôn 115, hổng đẹp để em Nhi nghỉ bán luôn á. Caro cho em luôn 115.000 mấy chị, bánh bèo nha, áo nè. Dây điều chỉnh được nó mấy chị yên tâm dùm em nha, bộ này mang rất là cân luôn. Rồi caro cho em luôn 115.000 mấy chị, set dày kiểu nè. Caro 115 mấy chị đẹp quá trời luôn á. Dưới 56, 57 cân dùm em ha. Chốt mã caro này xinh xỉu luôn mấy chị. Caro 115 dùm em Nhi ha. Rồi set hot luôn mấy chị ơi. Một mã set vàng này dùm em luôn 105.000. Lên cho em luôn set vàng 105.000 quần nha mấy chị. Có túi đáy cao nha mọi người, một form áo nè. Rồi lên cho em luôn là hồng 105.000. Set caro 115 cho Thiên Mai ghé nè. Rồi lên cho em luôn là vàng 105. Xếp nó mày cực kỳ cân luôn mấy chị. Vàng 105. Vàng cho em luôn 105. Chút mã vàng 105 dùm em nha. Vàng 105.000. Rồi mã kính hai màu còn cái mấy chị 40. Kính hai màu cực kỳ tây luôn 40.000 ha. 115. Rồi kính hai màu đi mấy chị, 40.000 cho mấy tình yêu mình. Kính hai màu cho em luôn 40.000 dễ thương quá à. Kính đi du lịch mọi người, xuất sắc luôn, sang chảnh. Rồi mã kính hai màu 40.000. Rồi băng cá nhân dùm em mấy chị 100 miếng 32.000 nha mọi người nha. Băng cá nhân 100 miếng 32.000 cho em Nhi. Trời ơi, xuất sắc lắm mã này luôn á mấy chị. Cái này hàng thiết yếu gia đình dùm em nha. Rồi băng cá nhân dùm em mấy chị 100 miếng 32.000.
kính hai màu mã xịn này 40.000, chị nào lấy thì chốt giùm em ha. Mã kính hai màu này mang lên sang nó chụp hình đi chơi thì thôi khỏi phải nói rồi. Vàng nó hở 55 56 cân giùm nha bạn ơi. Rồi tiếp cho em Nhi luôn một cái đầm mấy chị ơi, một cái đầm body. Một cái đầm body màu đen giùm em mấy chị. Một đầm body màu đen giùm em mấy chị 100 nha mọi người ha, chắc này co giãn nha. Kem body để may cái lấy ok chị nha. Rồi đầm body màu đen này giùm em mấy chị 100, body đen 100. Rồi body đen cho em luôn 100. Dưới 57 cân mấy chị ha, chốt mã body đen 100. Có para luôn, đem para cho chị bán luôn. Băng cá nhân luôn cho chị Thúy Lê ok chị nè. Kính 40 luôn cho chị Candy Trương nè. Một băng cá nhân luôn cho chị Nguyễn Kim Anh nè. Hộp băng cá nhân luôn em. Rồi sọc xanh cho em luôn 95.000. Sọc xanh 95.000. Rồi sọc nâu cho em luôn 95.000, chị nào lấy thì chốt đơn giùm em nha. Sọc xanh 95, sọc nâu 95, chị nào lấy thì chốt mấy chị. Dưới 57 cân quay đầu. Rồi lên cho mấy chị luôn áo para khỏi phải nói luôn. Rồi para đen cho em luôn mấy chị, para đen, para trắng. Para đen, para trắng giùm em luôn 62.000, chị nào lấy chốt. Ủa cái para có 1m 7 đôi hôm qua chị kia bỏ vô đây đâu rồi? Ở đây chưa? Ờ nhưng mấy bỏ đôi đúng không? Coi ở phải không, đây bỏ đơn vô cho chị luôn. Rồi ba ra trắng giùm em luôn 62.000, đẹp lắm mọi người. Ba ra trắng cho em luôn 62 nè. Rồi ba ra đen cho em luôn 62.000, chị nào lấy thì nhanh tay chốt cho em Nhi nha. Phải không? Rồi ba ra trắng, ba ra đen cho em luôn 62.000 mẫu mới nha. Rồi chắc này rồi mấy chị ghiền luôn mấy chị. Rồi ba ra trắng, ba ra đen cho em luôn 62.000 lụm luôn cho em nè. Rồi thái cam này cho em luôn mấy chị, thái cam. Thái cam cho em luôn 79.000 dưới 57 cân nha. Thái cam cho em luôn 79 mấy chị dưới 57 cân. Chốt giùm em luôn là mã thái cam. À lấy thái cam chốt giùm em luôn mã thái cam. Thái cam cho em luôn 79.000. Thái cam 79 mấy chị dưới 57 cân ha. Rồi áo sọc này cho em luôn 95.000, không đẹp không lấy tiền luôn. Rồi lên cho em luôn là sọc cam 95 dưới 57 cân nha mọi người. Sọc cam 95 dưới 57 cân này, chốt mã sọc cam 95, áo này đẹp lắm. Rồi sọc cam cho em luôn 95.000 nha. Sọc cam 95.000, chị nào lấy thì lụm luôn cho em Nhi. Ôi xích hoa mấy chị ơi, xích hoa Babydoll 105. Xích hoa cho em luôn 105 đi mấy chị, 40 đến 55 cân. Xích hoa cho em luôn 105, 40 đến 55 cân giùm em ha. Chị nào lấy xích hoa chứ không phải xích hoa nè. Xích hoa 105.000, 40 đến 55 cân. Rồi mã áo mưa giùm em mấy chị, áo mưa Honda loại to 45.000 giảm luôn còn 28.000. Áo mưa mấy chị, áo mưa 45.000 giảm cho mấy chị còn 28.000. Chị nào lấy áo mưa chứ không phải áo mưa nha. Rồi áo mưa cho em luôn 45.000, mới áo mưa Honda loại to em giảm mấy chị còn 28.000. Chốt mã áo mưa cho em luôn 28.000. Rồi áo bò phun ngắn mấy chị co giãn giùm em luôn 35 thôi. Áo bò cho em luôn 35.000. Áo bò 35.000 mấy chị 40 đến 55 cân. Chốt giùm em luôn mã bò 35.000 nha. À lấy bò chốt bò 35.000. Áo mưa 28 luôn cho chị Phạm Nguyên. Ghé. Rồi tiếp giùm em luôn là mã set nè mấy chị ơi. Rồi đẹp chưa? Rồi lên cho em luôn là xích cam mấy chế 95.000, bệt vai hoặc là hả? Cổ thuyền gì cũng đẹp nha. Rồi lên cho em luôn mã này mấy chị ơi, sọc 95.000 nguyên xích sọc. Rồi xích cam cho em luôn 95.000 mấy chị dưới 56 cân, xích cam này dễ thương lắm. Sơ mi đang mang trắng đen 115 nha chị ơi, dù có đâu chị 65.000. Rồi dù cho em luôn 65.000, áo mưa cho Cherry Bảo 28. Dù 65.000 mấy chị, chắc dù về form to giùm em nha. Mã dù 65.000. Mã dù 65.000. Dù 65 tình yêu ơi. Rồi mã set này dễ thương chưa, áo mưa cho Lợi Nguyễn Văn Xu ghé. Rồi lên cho em luôn xích hồng cho em luôn mấy chế 109. Xích hồng 109, mẫu này che khuyết bụng cực kỳ ok luôn.
Xếp hồng 109 với 57 cân nha mọi người. Xếp hồng 109 với 57 cân ha. Chốt mã xếp hồng 109 giùm em nha. Đầm mi tiệc có chị ơi. Bóng của chị mấy mẫu đầm mi tiệc em ơi. Rồi dù 65 luôn nha chị Yến Thư. Đó, mưa hai cái giục xuống dưới. Rồi lên cho em luôn mấy chị ơi, thái 50. Thái cho em luôn 50. Rồi dù một cái thì chị Ken đi Trương. Đầm một khi chị hay bán đó. Hồng 109 luôn cho Yến Thư. Sơ mi đang mang trắng đen có nha chị ơi. Rồi ở đây chốt giùm em luôn thái 50 40 đến 55 cân. Rồi thái cho em luôn 50 40 đến 55 cân, chốt mã thái 50. Rồi sơ mi đang mang chốt giùm em luôn trắng đen 115.000. Sơ mi đang mang trắng đen 115.000. Sơ mi đang mang trắng đen 115.000 giùm em nha mọi người. Có quần ống lê là quần thun hả chị hay là quần gì? Thái 50 luôn nha chị Nguyễn Yến ghé. Rồi một cái mã xích mơ này đẹp lắm luôn á chị ơi. Rồi xích nơ này cho em luôn á chị 105 nha, đẹp lắm luôn á. Rồi xích nơ cho em luôn 105 á chị 40 đến 55 cân. Chị nào lấy xích nơ chút giùm em luôn, xích nơ dễ thương quá mọi người ơi. Xích nơ giùm em luôn 105 ngàn có một bộ à. Ghé. Rồi xích nơ 105 á chị 40 đến 55 cân. Xích nơ 105 40 đến 55 cân. Rồi một em đầm sơ mi mấy chị đẹp lắm luôn mọi người 100. Rồi đầm sơ mi màu hồng này cho em luôn 100 nha mấy chị ơi. Chốt đầm hồng cho em luôn 100 mấy chị dạng đầm sơ mi nè. Rồi đầm hồng cho em luôn 100 mấy chị 40 đến 55 cân nha. Đầm hồng cho em luôn 100 40 đến 55 cân. Rồi chân váy CL cho em luôn 40. Chân váy CL cho em luôn 40. Chân váy CL cho em luôn 40. Chị nào lấy chốt nè. Chân váy L cho em luôn 40.000 mọi người. Hai tầng có quần trong nha. Rồi chân váy L 40. Hả? Cái gì đây? Không phải. Ủa nãy dục ra rồi mà ta. Ừ. Rồi nơ 105 luôn nha chị Nhung Nguyễn. Chân váy cho Lê Thị Cẩm Giang 40. Rồi Messi Hồng cho em luôn 100 mọi người ơi. Messi Hồng 100 nè. Rồi Messi Hồng này cho em luôn 100 mấy chị 40 đến 60 cân quay đầu nha. Rồi Messi Hồng 100 luôn, chị nào lấy thì chốt đơn giùm em nha. Rồi Messi Hồng 100 mấy chị dưới 60 cân này, chốt mã Messi Hồng 100. Messi Hồng 100 mọi người ơi. Rồi lên cho em luôn là mẫu caro mấy chị 115.000, set này bao dễ thương luôn. Caro cho em luôn 115.000. Caro 115 mấy chị dưới 55 nó 6 cân giùm em nha. Chốt mã caro 115 nè, dễ thương quá ha. Caro 115 mọi người ơi. Caro 115. Rồi áo tôm mì này cho em luôn mấy chị, tôm mì nu 75.000. Rồi nu cho em luôn 75.000, 40 đến 55 cân giùm em nha. Rồi chốt nu 75 mấy chị có cổ này chắc vô rip nè. Nu 75.000. Nu 75 mấy chị 40 đến 55 cân. Rồi quần hồng này cho em luôn 50.000 đế cao có túi mấy chị, quần hồng 50. Rồi quần hồng cho em luôn 50. Quần hồng 50.
Rồi xích vàng dây này dùm em cực cân luôn mấy chị nha, 105.000. Rồi vàng cho em luôn 105.000 mấy chị, xích dây tầng này dễ thương nè. Vàng 105 40 đến 55 cân dùm em nha. Vàng 105 40 đến 55 cân chốt vàng 105. Vàng 105 mấy chị, 40 đến 55 cân. Rồi một kem đầm trắng đi tiệc này dùm em luôn mấy chị ơi, đầm trắng đi tiệc này đỉnh luôn. Rồi đầm trắng đi tiệc này cho em luôn mấy chị, xe mấy chị luôn 101 nha. 57 58 cân mấy chị cũng mang được luôn nè. Rồi mã đầm trắng này cho em luôn mấy chị, 101 57 58 cân mấy chị đều mang được hết mấy chị, dạng đầm dài đẹp lắm luôn á. Đầm trắng cho em luôn 101, chị nào lấy thì chốt đơn nha. Đầm trắng đi tiệc mấy chị 57 58 cân mấy chị mang vừa. Đầm này từ 50 đến 58 cân mấy chị mang vừa nha. Rồi mã đầm trắng này dùm em mấy chị, đầm trắng 101. Rồi công chúa màu đen này em còn cái mấy chị 130. Công chúa đen 130. Công chúa đen tầng này cho em luôn 130 nè. Rồi chốt đen 130 nha mấy chị, dưới 53 cân nha. Rồi đen 130.000 mấy chị, đen 130.000. Đen 130.000 dùm em luôn, đầm tầng công chúa với 53 cân. Đầm này mấy cái đầm này trên 200 hết em sale đợi á. Đầm trắng 140 chị Vũ Lệ Minh Nguyễn. Rồi lên cho em luôn là đầm đen mấy chị ha. Đầm đen công chúa này dùm em luôn 130. Đầm đen công chúa này em sale mấy chị luôn 130 đẹp lắm nha. Rồi lên tiếp dùm em luôn mấy chị một cái đầm vàng. Ô đầm vàng này mang xuất sắc lắm mọi người. Rồi đầm vàng này em tri ân cho mấy chị luôn 150.000. Đầm vàng tri ân 150.000 nha mấy chị. Dưới 55 cân không đẹp không lấy tiền. Dây này dây điều chỉnh được dùm em mấy chị, đầm đi tiệc đi chơi cũng được nha. Rồi đầm vàng em xem mấy chị luôn 150.000. Kaki loe hết rồi chị, đầm vàng 120.000. Ở đầm vàng 150.000. Rồi một em đầm trắng này dùm em mấy chị, đầm trắng siêu đẹp luôn nha mấy chị. Rồi lên cho em Nhi luôn một cái mã đầm trắng này dùm em luôn mấy chị ơi. Đầm trắng 190. Đầm trắng cho em luôn 190. 40 đến 55 cân dây điều chỉnh được nha. Đầm trắng cho em luôn 190. Đầm trắng 190 dùm em mọi người ơi. Đinh đùi đang mang còn CM. Áo đông mang 115. Đi đi. Rồi lên cho em luôn đầm đen là 120.000, đầm đen này đẹp quá mọi người. Đầm đen 120 mấy chị, 40 đến 55 cân. Đầm là hai bên mày nhúng đẹp quá trời luôn á. Đi nửa đang mang còn cái M. 95.000, đi đi. Áo đông mang trắng đen 115 nha chị. Quần đông mang còn cái M. Rồi đầm đen này cho em luôn 120.000. Bữa nay không đi con, mai mới đi con. Quần đang mang 95.000 còn cái M. Quần đang mang 95.000 còn cái M, chị nào lấy chốt nha, 46 đến 50 cân nha. Quần quần đang mang còn cái CM mấy chị, 46 đến 50 cân 95.000. Sơ mi đang mang có màu trắng và màu đen hai màu giùm em mấy chị 115. Sơ mi đang mang trắng đen 115. Đầm đen hả chị? Đầm đen nó còn màu vàng, thì đưa màu vàng với màu xanh cho chị luôn. Đầm đen 120 đó chị nào lấy chốt nha. Rồi qua cho em luôn là đầm đen này 100. Rồi đầm đen này cho em luôn 100 mấy chị, mã đầm đen 100. Đầm cổ yếm không có chị ơi. Rồi đầm đen cho em luôn 140 đến 55 cân. Chị nào lấy đầm đen chốt giùm em luôn đầm đen 100 nha mấy chị, có quần trong nha. Đầm đen 100. Đùi CL đợi xíu đây em ơi. Đi đi. Không giãn em ơi, rin không giãn em. Rồi ai lấy đầm vàng chút giùm em luôn đầm vàng, em bật đèn lên nhớ đi. Rồi đầm vàng cho em luôn mấy chị, mã đầm vàng 120.000. Đầm vàng 120.000, 40 đến 55 cân nha mọi người. Nhìn cái màu vàng này nó rõ hơn cái màu đen. Đầm vàng 120.000 nha mấy chị, 40 đến 55 cân này. Cái phông đầm này mang dễ thương lắm. Đầm vàng 120. Rồi đầm xanh giùm em luôn 120. À lấy đầm xanh chút giùm em luôn đầm xanh 120. Xanh bơ nha mấy chị ha, màu này là màu đen nè. Đen chút màu đen nè.
Lên lấy chị có quần riêng xanh với là quần riêng đen lên đây, xuống đây. Trên cây á, đùi á. Rồi xích dây này cho em luôn á chị, đẹp quá trời. Đùi. Rồi xích dây hồng này cho em luôn á chị, 101. Xích dây cho em luôn 101 á chị, 40 đến 55 cân. Đầm xanh 120 luôn á chị, xì tinh dâu. Đầm này 120.000 thôi chị, lên số thoại giùm em luôn. Rồi lên cho em luôn là xích hồng 140 á chị, dễ thương chưa, áo dạng Barbie doll nha. Xích hồng cho em luôn 140 á chị, 40 cho đến 56 cân. Xích hồng 140 á chị, 40 đến 56 cân. Rồi lên cho em luôn là bộ nu này đi mấy chị, nu này dễ thương không? Rồi bộ nu loe này cho em luôn mấy chị, bộ nu loe nha, áo có cổ nha mấy chị, sẽ thà hai bên. Rồi chốt nu giùm em luôn 120.000. Nu 120.000, bộ này lên tôn dáng đó mấy chị, quần le có túi hai bên nha. Nu 120.000 mấy chị, 40 đến 57 cân. Nu 120.000, 40 đến 57 cân, chốt mã nu 120. Rồi khoác xanh này cho em luôn 65.000. Khoác xanh 65 mấy chị, dưới 57 cân nha mấy chị. Nu 120 luôn nha chị Lý Hiền. Trời ơi bộ này mà chị mang lên xuất sắc luôn á. Rồi lên cho em luôn khoác xanh 65.000 mọi người, dưới 57 cân, co giãn thoải mái nha. Rồi mã khoác xanh 65.000. Khoác xanh 65.000. Này đủ size không em? Rồi quần đông mang em còn cái size M. Quần đông mang còn cái size M nha mọi người, 95.000 nha. Chị nào lấy quần đông mai này chốt này, 95.000 nè. Rồi ring đen này cho em luôn mấy chị, mẫu mới đẹp chưa, SML. Ring đen SML. Ring đen cho em luôn SML 95.000 mọi người ơi. Ring đen SML cho em luôn 95.000. Trời ơi cái quần này mang này đẹp quá vậy. Ring đen SML 95. Em xuống em kêu mẹ giùm chị với. Rồi kaki CM em còn một cái mấy chị, kaki CM còn một cái em xe luôn 55.000 nha. Kaki CM còn cái xe luôn 55. Kaki CM còn cái xe luôn 55. Rồi áo khoác hồng này dùm em luôn á chị, áo khoác hồng bomber này xả luôn 98.000 nè. Rồi khoác hồng này cho em luôn 98.000, chị nào lấy chốt nè. Khoác hồng bomber cho em luôn 98 á chị, còn cái nha, khoác hồng 98. Bộ lê hết rồi. Rồi khoác nu này cho em luôn 65.000. Khoác nu cho em luôn 65 mấy chị, dưới 57 cân nha. Khoác nu cho em luôn 65 với 57 cân nè. Chốt giùm em luôn là mã khoác nu 65 nè. Khoác hồng 98 đang mang luôn nha chị, xì tinh dâu này. Cái này hàng bơm bơ đẹp lắm luôn. Xả bơm mấy chị đợi luôn 98 nè. Rồi khoác khoác sọc này cho em luôn mấy chị 65. Khoác sọc cho em luôn mấy chị, mã khoác sọc 65.000. Khoác sọc thun này cho em luôn mấy chị 65.000. Ở trên cây á, cái này màu vàng đem xuống đây cho chị luôn. Rồi một cái đầm mấy chị, đầm trắng thiết kế, mẫu đầm này đúng đẹp luôn. Rồi đầm trắng thiết kế là 120.000, chị nào lấy chốt. Rồi đầm trắng thiết kế giùm em luôn 120.000, chị nào lấy chốt nha. Đầm trắng cho em luôn 120.000, chị nào lấy chốt, đẹp chưa. Dây điều chỉnh được nha mấy chị ha, phía sau nhúng có dây kéo nè. Rồi đầm trắng cho em luôn 120, mẫu này xinh quá trời ha. Đầm trắng 120. Rồi lên cho em luôn mấy chị mẫu này. Sắc luôn. Rồi bộ đùi này cho em luôn mấy chị, có túi hai bên 62. Đùi. Đùi. Rồi đùi cho em luôn 62, chốt mã đùi 62 giùm em nha mọi người. Rồi đùi cho em luôn 62 mấy chị, dưới 57 cân. Đùi 62 cho em luôn dưới 57 cân, hai bên có túi giùm em nha, bộ đùi này hai bên có túi áo phông rộng mấy chị dễ mang nha. Rồi kem chống nắng này dùm em luôn chị, chống nắng 50 cộng nè mọi người. Rồi kem chống nắng này dùm em luôn 45.000, còn hai vỉ.
còn 2 hộp. Rồi kem chống nắng 50 cộng giùm em luôn, 45.000 còn 2 hộp. Chị nào lấy kem chống nắng thì chốt với chị 45.000. Kem chống nắng cho em luôn 45.000, mấy chị vừa mặc vừa body đều được nha. Còn 2 cái à. Áo đang mang còn trắng đen 115.000 nha chị ơi. Áo đang mang trắng đen 115.000 cho em Nhi nha. Áo đang mang trắng đen 115.000, chị nào lấy thì chốt giùm em ha. Rồi bóc cho chị cái quần đen này đi. Từ từ để coi thử. Đen này bóc cái lờ. Không, đúng hai bên đó. Rồi lên cho mấy chị luôn nước hoa Dubai con gấu nè. Nước hoa Dubai này cho em luôn mấy chị, mã nước hoa. Đầm trắng còn một màu hả Nhi? Đầm trắng. Đầm trắng này em đợi chút kia coi còn màu gì. Rồi lên cho em luôn nước hoa Dubai con gấu nè mấy chị, thơm giả mang luôn 75.000 nha. Rồi nước hoa Dubai gấu này giùm em luôn 75.000, trời ơi dễ thương quá mọi người. Rồi nước hoa Dubai 75.000 một chai. Cực kỳ thơm luôn á chị, lâu lâu mới có dòng nước hoa mọi người ơi. Rồi nước hoa 75.000 chị nào lấy chưa? Hả? Đen hồng đây mà đây. Trắng có đây rồi. Rồi lên cho em luôn mấy chị nước hoa Dubai 75.000 chai, chị nào lấy chút liền. Áo đang mang màu trắng treo lên sao đưa cho chị em. Rồi sơ mi trắng đang mang ok chị 115. Nước hoa Dubai thơm lắm luôn mấy chị, xài thử đi, xài là ghiền luôn á mấy chị. Nước hoa Dubai 75.000 một chai mấy chị ha, lâu lâu mới có dòng bồng nước hoa về bán á. Chứ không có về xuyên suốt đâu, nhiều chị hỏi nước hoa gấu này lắm luôn á. Nước hoa 75 luôn chị Lý Hiền ghé nè, thơm lắm, có 75.000 thôi. Rồi kem trị mụn rau má giùm em luôn mấy chị 35.000. Kem trị mụn rau má cho em luôn 35.000, chị nào lấy chốt nè. Kem trị mụn rau má cho em luôn 35.000. Rồi nước hoa luôn cho chị Thúy Thanh ok chị, lên số luôn tình yêu ơi. Kem trị mụn rau má cho em Nhi luôn 35.000 nha. Kem trị mụn rau má cho em Nhi luôn 35.000. Rồi cái này chốt giùm em luôn mấy chị, sữa đó. Không biết. Sữa đó mặt nhau thay cừu. Sữa đó mặt nhau thay cừu cho em luôn 35.000, chốt đơn với mấy chị luôn hàng bơ mới mấy cái ơi, khổ quá. Rồi sữa đó mặt nhau thay cừu giùm em luôn 35.000 mấy chị. Sữa đó mặt nhau thay cừu cho em luôn 35.000, chị nào lấy chốt nè. Sữa đó mặc nhau thay cừu 35.000. Sữa đó mặc nhau thay cừu cho em luôn 35.000. Rồi kính này dễ thương quá nha. Rồi lên cho em luôn kính này 35.000, dễ thương quá mọi người ơi. Kính 35.000 có cái một thằng bơm. Kính cho em luôn 35.000, chút mã kính 35 giùm em mấy chị Thúy Thanh ok. Nước hoa cho Lê thì Mỹ Viện cái lá sớm giùm Nhi nha. Rồi lên cho em luôn kính 35.000 một cái duy nhất mấy chị, mã kính 35. Kính cho em luôn 35. Sữa mặt nhau thay cừu cho chị Nguyệt Hoàng 35.000. Sữa đó mặt 35 luôn cho Trang Nguyễn. Sữa mặt 35 chị nào lấy chút đơn nha. Rồi mã kính 35 dùm em mấy chị. Rồi lên cho em luôn là hai màu là 40. Hai màu 40. Rồi hai màu cho em luôn 40. Chị nào lấy chốt kính còn hai cả em ghi hết hàng luôn. Rồi kem chống nắng này chị ơi UV nha, hàng xịn luôn, còn hai chai xả luôn 45.000 nè. Rồi kem chống nắng UV mấy chị 50 cộng nha mọi người ha, độ chống nắng nó rất là cao luôn. Vừa chống nắng vừa trắng da cho chị em mình luôn, có 45.000 thôi. Kính hai màu 40 luôn nha chị Lý Hiền ok chị nè. Kính đang đeo là 35.000, chị nào lấy chốt nha. Đúng rồi, kính hai màu này là 40. Rồi chống nắng UV em như còn hai tiếp, loại này là 95 á. Mà còn hai tiếp em xem mấy chị 45.000 một tiếp, còn đúng hai hộp à. À lấy chống nắng, chút chống nắng 45 dùm em còn hai hộp thôi. Kính năng đeo 35.000 nha mọi người ơi. Kính năng đeo 35.000. Chị nào lấy kính năng đeo thì chốt 35.000 dùm em nè. Hai màu hả chị, hết rồi. Kính hai màu em như hết rồi. Rồi lên cho em luôn mấy chị ơi, chống nắng luôn nha chị Lệ Nguyễn 45 ok chị. Còn một hộp chống nắng chị nào lấy chốt nha. Rồi lên cho em luôn kẹp càng cua mấy chị 3.000 một cây. Rồi chống nắng 45 luôn chị Ngọc Ánh em như hết chống nắng nè. Rồi kẹp càng cua giùm em luôn 3.000 một cây mấy chị. Nó sẽ có màu trắng, màu đen, màu nâu. Em bỏ lộn xộn màu cho mấy chị nha. Kẹp càng cua bình thường mấy chị ra ngoài mấy chị mua cũng 5.000 một cái rồi. Em như bán cho mấy chị có 3.000 một cái kẹp càng cua thôi. Tình yêu nào lấy thì chốt luôn giùm em nha mọi người nha. Chống nắng 3.000. Chống nắng 3.000 mấy chị. Rồi kem body Bạch Ngọc Liên dùm em mọi người 101 một hộp thôi. Giá thị trường tương đương 100 mấy đến 200 một hộp. Em bán cho mấy chị luôn kem chống nắng 101 một, oh quên.
Kem trắng da Bạch Ngọc Liên mấy chị 101 giùm em mọi người. Kem chống nắng Bạch Ngọc Liên nha mấy chị, 101 một hộp thôi. Kem chống nắng Bạch Ngọc Liên 101 một hộp. Tính đang hết rồi em ơi. Rồi ví cô gái mấy chị siêu nhiều ngăn luôn mấy chị, bao bền luôn, có 35.000 một ví à. Ví cô gái đựng tiền giấy tờ các kiểu 35.000. Lên mã ví cô gái cho em luôn 35.000 mấy chị. Rồi ví hoa cho em luôn 35.000. Trời ơi bao nhiêu ngăn luôn, xài tạc ga nha mấy bà nha. Vừa đựng tiền vừa đựng giấy tờ được, 35.000 cho em thôi. Áo len có luôn chị ơi. Lấy chị áo sơ mi đen kiểu đang mặc ok chị nha. Rồi sơ mi đen còn cái duy nhất luôn á chị, hết luôn rồi nè. Sơ mi đang mang còn hai cái màu trắng nữa, tình yêu nào chị nào lấy chút thêm. Áo len phía sau đây chị, len cho em luôn là sọc xanh 95.000 nè. Sọc nâu cho em luôn 95.000 nha chị ha. Cái này len rất là xịn nha chị. Len là len dày luôn, hàng lộ một co giãn như chị mà phô bình thường nữa. Chốt sọc xanh sọc nâu 95 dùm em nha chị, 40-57 cân. Cô gái 35 luôn cho Linh Thùy ok nha. Ví này xài bền lắm, em Nhi cũng xài cái. Rồi, đẹp. Ví một cái luôn nha chị Thí Thanh luôn ok chị, 35.000 nha. Rồi năm kẹp càng cua 3.000 luôn cho ý như Nguyễn ok bà luôn. Xuống lấy thêm kẹp nè. Rồi một ví luôn nha chị Tuấn Khang Nguyễn ok chị, ghé đến sớm giùm em luôn 35. Sơ mi đang mang 57 cân chị. Sơ mi trắng đang mang cái luôn cho chị Kim Trúc Trương Thị ok chị nha. Sơ mi đang mang còn cái trắng đó em như hết mấy chị ơi. 54kg như băng Nguyễn lấy cái gì đây chị? Coi đen cây còn mẫu của chị còn nào không em? Ví 35 cho An Hòa nè. Hả? Ừ. Chị thấy còn màu đen, màu trắng, màu gì chỗ kia phải không? Lại con có mặt chị coi. Ở đây nó biết màu chị bán nè. Như như băng Nguyễn lấy gì đây chị? Rồi sọc xanh sọc nâu 95.000, chị nào lấy lên thì chốt giùm em nha. Mã này chốt giùm em luôn là cầu vòng 95 luôn. Cầu vòng cho em luôn 95 luôn, còn không? Hết luôn hả? Rồi, sơ mi đang mang còn cái nhất, chị nào lấy thì chốt luôn giùm em, còn đen không? Nhìn kỹ coi. Sơ mi đang mang còn một cái duy nhất màu trắng nữa là em Nhi hết đó mấy chị, hết trắng luôn à. Sơ mi đang mang còn một cái trắng duy nhất nha, áo len mét 63 56 cái mang vừa chị, tại vì len này độ co giãn thoải mái cho chị, 60kg cũng mang được luôn nha. Ví Trang Hòa có rồi chị. Rồi em còn một cái ví cuối cùng luôn, chị nào lấy ví chút ví giùm em không? Chị nào lấy ví 35 chút ví 35 giùm em á, chị còn cái cuối cùng nha. Sơ mi đang mang còn một cái trắng duy nhất mọi người ơi. Ai lấy sơ mi trắng đang mang thì chốt giùm em luôn, đẹp giả mang luôn. Ví cái luôn cho Mỹ Viện luôn là hết nè. Em bóc cho chị cái màu đen đó với là có màu xanh đi đó cho chị đi. Rồi năm kẹp còn cua 3.000 luôn nha chị Như Ý Dương. Rồi đầm dây lấy màu khác đi Nhi, đây có đây chị, chưa like quên. Rồi đầm hồng cho em luôn 120.000. Đầm hồng 120.000. Rồi đầm nâu cho em luôn 120.000, cho chị một lớp xuống đây luôn nha. Đầm hồng 120.000 còn cái một à. Cho chị Thủy Thiên Phan. Đây đây bỏ vô đây nè. Có mấy cái chỉ mấy cái thì đem xuống. Chứ đừng có đem dư nhiều ra chị dặn rồi. Cầm mấy cái thì bỏ xuống mấy cái. Thiếu hai cái. Rồi ai lấy đầm đen chút đầm đen giùm em mấy chị 120.000. Đầm này đẹp lắm luôn á mọi người. Rồi ai lấy đầm kem chút giùm em luôn, đầm kem 120.000. Ở trên cây còn đầm hồng không em ơi? Coi cái đầm này còn đầm hồng không? Còn màu gì? Còn màu trắng. Hết rồi. Đầm hồng hết luôn rồi chị ơi. Còn màu trắng, màu đen với màu kem. Rồi sơ mi xanh em Nhi còn cái nè. Sơ mi xanh em còn cái 115, còn cái duy nhất nè. Sơ mi xanh 115 em Nhi còn cái duy nhất luôn. Chị nào lấy chốt nè. Rồi tiếp cho em luôn á chị. Một cái sơ mi màu đen luôn. Sơ mi kaki nhung màu đen 105 nè. Sơ mi đen cho em luôn 105, còn cái duy nhất luôn nha. Sơ mi đen cho em luôn 105 luôn, còn một cái luôn. Trời ơi, sơ xanh này đẹp quá trời luôn á chị. Xanh đẹp tắt nách luôn á. Rồi body nhúng này giùm em luôn 50.000, chị nào lấy chốt nè. Body nhúng 50, body nhúng mà lên là đã lắm mấy chị. Rồi body nhúng cho em luôn 50, chị nào lấy chốt nha. Mang lên tôn dáng cực kỳ luôn á mấy bà.
Nhúng nhúng thì cầm lên nó xấu nhưng mà mang lên dán rất là đẹp. Rồi bộ hồng Barbado này cho em luôn 100 với chị dưới 57 cân. Hồng 100. Bấm hồ cho chị Như Ý Dương một cái ví nha, xíu còn thì em soạn sau nha chế. Rồi hồng cho em luôn 100 dưới 57 cân. Hồng 100 dưới 57 cân, chốt giùm em Nhi luôn là mã hồng 100. Hồng 100 dưới 57 giùm em mấy chị, mẫu này bộ đuổi nha. Đuổi này siêu đỉnh luôn á, hồng 100. Rồi lên tiếp giùm em luôn là mã yếm rêu mấy chị, yếm rêu này hàng kaki xịn luôn 50 thôi. Yếm 50. Rồi yếm cho em luôn 50 mấy chị dưới 57 cân quay đầu. Yếm 50 dưới 57 cân quay đầu, đầm hồng 120. Lên cho em luôn mã yếm, cái yếm này mấy chị về phối áo thun mấy chị mang dễ thương lắm á. Rồi tiếp giùm em luôn mấy chị thái sọc hồng. Sọc hồng 55.000 nha mấy chị, phô bình thường nha. Sọc hồng 55.000 phô bình thường. Chốt sọc hồng cho em luôn 55.000 nè. Thun thái phô bình thường giùm em mấy chị mã sọc hồng 55. Rồi đợi xíu anh Nhi thay mẫu nha mấy chị. Lên áo Barbie không chị là sao ta? Sơ mi trắng đang may đúng không? 115 luôn chị Vũ Lệ Minh Quỳnh luôn là em chưa hết nha. Đợi xíu Nhi thay mẫu nha. Rồi lên cái sơ mi tay ngắn này đẹp lắm mọi người ơi. Này mấy chị nó có 3 màu. Sơ mi đang mang như có 3 màu mấy chị, hàng cực kỳ xịn luôn, phô bình thường như thế này. Mấy chị đóng thùng nó cũng rất là ok giùm em nha mấy chị đẹp nha. Rồi lên cho em luôn sơ mi xanh 115. Sơ mi trắng 115 và sơ mi vàng 115 giùm em, xinh quá. Đúng dễ thương cho mọi người luôn á. Áo nó không đẹp trên như không lấy tiền luôn á. Hồi nãy ngắn nó qua dài rồi bây giờ dài cái là tiếp tục lại qua mẫu sơ mi ngắn cho mấy chị nữa. Rồi màu trắng, màu xanh với màu vàng giùm em 115.000 có sơ mi tay ngắn đang mang mấy chị nha. Logo này là logo theo giùm em mấy chị, phong rất là dễ thương luôn. Ôi mẫu này cơm ghê luôn á mọi người. Quá trời đẹp luôn, cái quần cũng đẹp nữa. Quần em có size ML 95.000 mấy chị ha, mẫu nút một bên là mẫu thịnh giùm em bây giờ luôn. Ôi quần này đẹp ghê ta. Ôi quần đen này đẹp ghê luôn mấy chị. Em còn size ML thôi, 95.000 siêu cao luôn. Rồi chế nào lấy bộ đang may thì chốt giùm em nha. Sơ mi có vàng, có xanh và có trắng với chị 115.000. Không che vào đâu được luôn á mọi người. Nguyễn Tắc Tiên nè, Nguyễn Tắc Tiên mà sao xếp caro gì chưa có số rồi để đâu rồi. Đó, cứ bắt rồi giục đâu rồi. Nguyễn Tắc Tiên coi coi cái xếp caro 115.000 coi coi. Rồi lên sọc đen này cho em luôn với chị 100 đẹp lắm. Sọc đen 100. 40 đến 57 cân nha mọi người. Đem tóc nắng nó hết rồi chị. Rồi lên cho em luôn là lên 100 á chị, 40 đến 57 cân. Chưa có số đúng không?
Phải tiên pha con số cho em đi chị. Cái gì để trời. Chị tiên pha nghe. Rồi lên trắng này cho em. Ừ, set ống 80, đúng rồi. Chị quên á. Rồi lên đen cho em luôn, có chị 157 cân. Lên đen 157 cân. Em mở học tủ lái chị viên kẹo xanh xanh đó chị á. Rồi cái này chốt giùm em luôn là dài. Ở trong đó có một viên lẻ. Rồi quần led kia dài cho em luôn 75 ngàn. Quần led kia dài cho em luôn 75 ngàn. Mấy chị 40-57 cân. Rồi led kia dài. Bỏ số vô rồi bấm vô ghế em. Rồi qua cho em luôn. Lấy dây dài mấy chị 75.000 40 đến 60 cân giùm em nha. Chị nào lấy dây dài thì chốt cho mấy chị ha, có túi hai bên nè. Lấy dây dài này là bao bền cho mọi người luôn á. 75.000. Áo mưa mấy chị 28. Áo mưa cho em như luôn 28 nha mấy chị nha. Honda độ to 45 em giảm còn 28 đi. Chị nào lấy áo mưa chốt áo mưa 28.000 thôi. Trời ơi áo khoác này xịn ơi là xịn luôn mọi chị ơi. Rồi lên cho em luôn khoác bò, em xả đi mấy chị 98 nè. Khoác bò bơm bơ nhưng mà hàng hàng này là hàng da lụa mấy chị, hàng đẹp luôn á. Rồi em sale cho mọi người luôn nha, bò 98 nè. Chị nào lấy bò chốt bò đi mấy chị, khoác bò 98 ngàn giùm em nè. Rồi lên tiếp cho em luôn một cái siêu phẩm hồng, hồng thái đùi 79. Hồng cho em luôn 79 mấy chị, dưới 57-58 cân. Mọi người ơi mua hàng chốt đơn từ hai cái bất kỳ hoặc là đơn trên 100 ngàn cho em đi hàng nha. Rồi lên cho em luôn là hồng 79 ngàn mọi người, quá xinh luôn. Hồng 79 ngàn chị nào lấy chốt giùm em mấy chị. Hồng 79. Ôi khoác bò đúng đẹp luôn, em sale có 98 à cho chị An Hòa. Đây còn mấy set vớ gấu vớ da chứ khăn lên đây cho chị bán luôn. Rồi lên cho em luôn là khoác vàng mấy chị 98 ngàn. Khoác này là 160-170 mấy chị, hàng bơm xả mấy chị 98 ngàn. Rồi chế nào lấy khoác vàng chốt khoác vàng cho em luôn 98 ngàn nha mọi người ơi. Khoác vàng 98, chị nào lấy thì chốt giùm em, hàng da lụn rất là xịn nha mấy bà. Rồi ngố đen giùm em mọi người ơi, mã ngố đen. Rồi ngố đen giùm em mấy chị 65 nghìn. À lấy ngố đen chốt ngố đen cho em luôn 65 nghìn mấy chị, dưới 57 cân mọi người. Ngố đen 65 nghìn em như còn cái. Sọc hồng 55 cho chị Thúy Lê nãy có nè, chắc bị ẩn sao em không thấy chị ơi. Rồi lên cho em luôn xích vớ mấy chị 10 đôi. Ôi vớ xịn gì đâu luôn mấy chị, 10 đôi 65 ngàn. Vớ da 10 đôi 65 ngàn dùm em Nhi nha mọi người ơi. Vớ bên em nha, xài bao mê bao thích luôn. Bình thường á, bình thường mấy chị mua á là cũng là 8 ngàn đến 10 ngàn một đôi rồi. Nhưng mà bên em bây giờ bán mấy chị nguyên một set 10 đôi mà có 65 ngàn thôi. Tính ra có 6 ngàn rưỡi một đôi thôi mấy chị ha. Vớ 10 đôi 65 ngàn dùm em. Vàng 98 luôn nha chị Nguyễn Kim Anh, ok chị nha. À lấy vàng áo khoác vàng nó chốt dùm em. Trên cây có màu, nó còn màu gì lấy cho chị luôn. Rồi set vớ 10 đôi 65 mấy chị vớ da 10 đôi 65 dùm em mọi người ơi. Rồi lên cho em luôn là vớ gấu nè 10 đôi nè 50 nè. Rồi lên cho em luôn là vớ gấu mấy chị 10 đôi 50 nè. Vớ gấu 10 đôi 50 dùm em mấy chị. Cái này vớ mang về ba ta đó mọi người. Vớ gấu dùm em luôn 10 đôi 50. Cái này ba ta đó mấy chị, mua 10 ngàn một đôi á. Tính ra bán set này á, em tính ra có 5 ngàn đôi thôi. Vớ gấu đi mấy chị, vớ mang về ba ta 10 đôi 50 nha. Ngố hồng 65 luôn nha chị Vũ Lệ Minh Nguyễn, ok chị nè. Ngố đen 65 nè. Hả? Có. Sơ mi đang mang, chị nào lấy thì chốt giùm bà Nhi nha. 115 ngàn quần có bán luôn nha mấy bà ơi. Kaki CM còn một cái. Kaki CM còn một cái 55 ngàn. Kaki CM còn một cái 55 ngàn. Cái này quần coi giãn lấy cao giùm em luôn nè. Rồi bạc mờ em còn một cái luôn 95. Bạc mờ em còn một cái 95. Chốt bạc mờ 95 dùm em mấy chị ơi. Bạc mờ 95. Rồi lên tiếp dùm em luôn mấy chị. Mã khoác hồng có một cái gì nhất.
Với 50 cho soạn chu ly nè, vớ gấu nè. Cho xem đầm caro phía sau, đợi em như xíu nha. Rồi khoác ghé. Rồi cái này chốt giùm em á chị, khoác hồng còn một cái 98.000. Bơm bơ hàng da lộn giùm em nha mọi người. Khoác hồng 98.000 cho em luôn, có một cái màu hồng. Đầm caro xanh. Đầm caro xanh 120.000 giùm em, dưới 57 cân quay đầu nha chị đẹp. Rồi lên cho em luôn là caro xanh 120.000. Ôi đầm này dễ thương lắm, rút dây hai bên. Caro xanh 120.000 giùm em nha mọi người. Khoác hồng một cái luôn nha Nguyễn Cát Tiên, ok bà nha. Đơn của chị chốt đơn là đi rồi đó chế ơi. Sơ mi màu đen còn không chị? Hết rồi, sơ mi màu đen hết. Màu đen là qua màu, mẫu khác được không? Rồi tiếp giùm em luôn, khoác màu gạch nè một cái luôn mấy chị. Khoác gạch một cái giùm em luôn 98.000 nha. Khoác gạch một cái giùm em luôn 98.000, khoác gạch 98 một cái vậy nhất. Đẹp lắm mấy chị ơi, mê luôn em nói thiệt. Rồi khoác vàng còn cái luôn cho chị Lê Thị Việt Trinh. Khoác vàng còn không? Dạ không. Rồi gạch còn một cái cuối cùng, chị nào lấy gạch chốt gạch giùm em luôn 98.000. Gạch cho em luôn 98.000, chị nào lấy thì chốt liền nha mọi người, một cái cuối cùng. Còn cái vàng nữa hả? Dạ. À lấy khoác gạch chốt khoác vạch bomber 98 đi mấy chị, đẹp mê luôn á. Khoác gạch 98 giùm em mọi người ơi. Rồi xếp mặt nhà mặt ngủ cũng được nè mấy chị, sắc nách đuổi nè. Nâu cho em luôn 105.000. Nâu 105.000, chốt nâu 105 giùm em mọi người. Nâu 105 nha mấy chị ơi. Xếp đuổi sắc nách này mang mát sướng thấy bà nội luôn. Nâu 105 giùm em. Lê Thị Việt Trinh cá nha. Rồi sữa đó mặt nhau thay cừu còn mấy chị 35.000 nè. Sữa đó mặc nhau thay cừu cho em luôn 35.000, chị nào lấy thì chốt đơn giùm em ha. Sữa đó mặc nhau thay cừu cho em luôn 35.000 mấy tình yêu ơi. Sữa đó mặc nhau thay cừu cho em luôn 35.000, chị nào lấy chốt nè. Sữa đó mặc nhau thay cừu, chị nào chưa lấy thì chốt nha mọi người nha. Đem lăn ra đây chị bán đi, lăn mới về đâu. Hộp đựng viết, hộp chỉ, sữa tắm dê lên đây. Và em coi trên cây còn mấy cái áo sơ mi đen ở đây chị. Ừ đang được rồi. Rồi lên cho em luôn là dầu dầu nóng á chị, dầu nóng hàng nha. Dầu nóng hàng này giùm em luôn 35.000 một chai mọi người ơi. Dầu nóng hàng cho em luôn 35.000 chai, chị nào lấy thì chốt luôn giùm em Nhi nha. Dầu nóng hàng cho em luôn 35.000 một chai mọi người. Dầu nóng hàng cho em luôn 35.000 một chai, chị nào lấy thì nhanh tay chốt nha. Dầu nóng hàng cho em luôn 35.000. Sữa đó mặt 35 luôn nha chị Thủy Lâm ghé, ok chị nè. Nâu 60. Có đứa không là gì chị, khùng bên em hiểu em té cái đùng luôn quá. Quần tay đen không lưng thường. Quần tay đen hả? Quần tay đen hả? Giờ còn loe với lại còn suông. Thủy Lâm ghé luôn nha em. Quần chip su thì bên chị là su loại 1 á em ơi, bán lẻ là 30.000 một cái. Lăn nách mới về sáng nay bà ơi. Dầu nóng 35.000 chị nào lấy chốt giùm em nha, massage khớp gối các kiểu. 35.000 một chai dầu nóng thôi, chị nào vào sau thì chốt giùm em nè. Rồi chị nào lấy kẹp càng cua thì chốt giùm em luôn 3.000 một cây nha mọi người. 3.000 một cây, chị nào lấy 3.000 kẹp càng cua 3.000 thì chốt nha. Kẹp càng cua như em như xài nè 3.000 một cây nè. Rồi lăn nách đâu ok luôn, lăn nách mới về hôm qua không đủ bán mấy bà ơi. Rồi lăn nách giùm em luôn mấy chị. Lăn nách nha mọi người ha, chị nào mà bị ra mồ hôi nách nè. Thâm nách nè, ra mồ hôi có mùi nha mấy chị ha. Chốt liền giùm em luôn cái chai lăn nách hàng nội địa này đi mấy chị, cực kỳ là ngon lành luôn. Lăn nách 50 kèm số điện thoại chốt đơn giùm em nha. Lăn nách 50 kèm số điện thoại chốt đơn giùm em mấy chị. Đặc biệt chị nào mà ra mồ hôi nhưng mà có mùi, chốt liền giùm em. Lăn nách 50 kèm số điện thoại chốt đơn mới về vào sáng nay. Hôm qua mấy chị hỏi rất là nhiều cái siêu phẩm mẫu mới này mới ra mấy chị. Không có hàng nha. Sáng nay em về được số lượng cực kỳ ít luôn mấy chị. Tại vì cái này á là hàng dùng thử á. Hàng dùng thử bây giờ nó cũng đang chạy lắm. Em bán mấy chị có 50.000 một cái chai lăn như thế này thôi. Chị nào lấy lăn chút mà lăn 50.
Vớ chân hả? Vớ da thì 10 đô 65. Vớ gấu là 10 đô 55. Vớ gấu là 10 đô 50 nha. Đây. Hôm qua chị cũng coi cái chai này rồi mà chị chốt không được đó. Có khác cái gì đâu. Rồi lăn 50 luôn á chị. Phương Thảo ok chị nha. Thơm lắm. Lăn 50 ngàn chị nào lấy thì chốt giùm em mấy chị. Lăn tiện lợi bỏ túi xách đi đâu cũng được. Với da là 10 đô 65 ngàn. Với da là 10 đô 65 ngàn chị nào lấy thì chốt nè. Với da 10 đô 65 giùm em nha. Với da 10 đô 65. Lăn 50 ngàn một chai mấy chị xài thử đi. Nó rất là thơm luôn mấy chị. Mấy chị xài hoài là hả cái mồ hôi mấy chị ra nó sẽ thơm. Thứ hai nữa là lần lần là nó không còn ra mồ hôi nách cho mấy chị nữa. 50 ngàn một chai lăn thôi. Rồi lăn 50 luôn nha chị. Duy Nguyễn ai lấy thì chốt đi chứ không có hết đó mấy chị. Lăn này nó mới nên là mọi người đang săn cái mẫu này rất là nhiều luôn nè. Em ít lắm. Cái mẫu này trên Shopee người ta cũng bao chạy luôn, bao bán chạy luôn á mấy chị. Rồi với da 10 đô 65 luôn cho Phương Thảo nè. Chị nào lấy chốt cho em nha mọi người ơi. Rồi lên cho mấy chị luôn là vớ đàn ông. Lên cho mọi người luôn cái mẫu vớ đàn ông mấy chị. Một lóc qua, một lóc 10 đô thì xuất sắc luôn. Rồi một lóc này 5 đôi vớ thanh niên nha chị, vớ đàn ông nha. Một lóc 5 đôi cho em luôn 60 nghìn. Đó, vớ là vớ loại chắc dày dặn nha mấy chị. Loại như này nè, vớ dày dặn lắm luôn. Rồi lên cho em luôn là vớ nam mấy chị. Một hộp 5 đôi, 60. À lấy vớ nam, chút mã vớ nam nha. Một hộp 5 đôi 60 mã vớ nam. Ai lấy lăn thì chút lăn đi mấy chị không hết á. Rồi lên cho em luôn là sữa tắm dê mấy chị 39 ngàn. Rồi lăn cho em luôn là kim chúc Trương Thị. Lăn 50 ngàn giá dùng thử mấy chị xài thử đi. Chị nào hay ra mồ hôi nách và đặc biệt mồ hôi có mùi, xài thử đi mọi người. Rồi lên cho em luôn sữa tắm dê còn 5 chai thôi mấy chị. 5 chai cho 5 chị thôi. Sữa tắm dê cho em luôn 39 ngàn. 10 đôi với da một lăn nách luôn cho Trương Đinh Hương. Sữa tắm dê 39 ngàn một chai 1200ml. Lăn 50 luôn nha chị Ngân Nguyễn ok chị. Sữa tắm dê 39 ngàn một chai nha mấy chị ơi. 1200ml mùi rất là thơm luôn mà bao xài tiết kiệm nữa mấy chị. 1200ml nó to hơn cái bản mặt em luôn á. Rồi chốt sữa tắm 39 kèm số điện thoại bên em bấm bill nha. Có 5 chai cho 5 chị thôi. Sữa tắm dê 39 luôn cho Thảo Nguyên. 5 chai cho 5 chị thôi mấy chị ơi. À, sơ mi đen đâu rồi? Đây. Đây chị ơi, sơ mi đen này đẹp lắm chị, 115 ngàn nha chị ơi. Sơ mi đen cho em luôn 115 ngàn đẹp chưa? Có cái hả? Chắc đúng đỉnh luôn á. Sơ mi đen 115. Rồi sơ mi xanh cho em luôn 115, chị nào lấy chốt nè. Ừ. Một lăn nách một set vớ nam luôn cho chị Ly chặn ok chị nha. Lăn còn không vậy? Lăn xài thử đi mê tích đồ. Rồi Thảo Nguyên giờ ghé lấy luôn hả? Rồi rồi để qua soạn cái đơn Thảo Nguyên luôn, chị ghé chị lấy luôn. Mày hãy bỏ hết ghé được không? Lăn 50 cho Lợi Nguyễn Võ Xu. Sơ mi đen cho em luôn 115. Sơ mi xanh cho em luôn 115, chắc không đẹp là em nghỉ bán luôn á mấy chị. Sơ mi vàng đang mang cũng 115 luôn nha tình yêu ơi. Rồi một set vớ 60 là set vớ nam đó đúng không? Nam 60 cho Lợi Nguyễn Võ Xu nè. Là hết rồi phải không? Hết nam mà đó em còn hai hộp hết rồi. Rồi sơ mi đen 115, sơ mi xanh 115 đẹp quá trời, xanh có cái nhất luôn á. Anh Trúc 115. Đen 54 kg ok luôn, chai lăn luôn cho Như Ba Nguyễn lấy lăn luôn nha. Rồi sơ mi vàng cho em luôn 115 nghìn mấy chị. Rồi len cho em luôn là xanh chuột 115. Rồi soạn hàng rồi xuống lấy thôi chị ơi. Rồi trắng cho em luôn mấy chị 115. Trắng chuột, xanh chuột và vàng chuột đang mang 115 phôn bình thường cho mấy nàng nha. Chị nào lấy thì chốt giùm em. Rồi 115 hết đó. Vớ thì 60 mà lăn thì 50. Rồi đây tiếp cho mấy chị luôn. Mã sơ mi đen tay ngắn này còn cái bán 60. Rồi đen cho em luôn 60 mấy chị 40-55 cân. Đen 60 40-55 cân. Chốt giùm em luôn mã đen 60 nha. Đen cho em luôn 60. Rồi đen cho em luôn 60 mấy chị 40-55 cân. Có cái hả? Đen chờ neo tay ngắn này còn một cái duy nhất thôi. Đen 60 giùm em nha.
Cho chị coi áo mốt sọc phía sau rồi chị, ok chị luôn. Sọc lên này xịn lắm luôn á chị, mà coi nhãn sướng thấy mồ luôn á. Đây, chị còn váy 2 dây dài không? Váy 2 dây dài hả em? Đâu ta 2 dây dài. Ờ cái này được không? Cái đầm vàng được không, đẹp lắm. Chị sale đang sale cho em 150 thôi. Quần đang mang ML. Quần đang mang ML 95.000 thôi chị. 60. Rồi lên cho em luôn sọc nâu 95 nè. Sọc xanh cho em luôn 95 nha chị. Cái này lên lộ 1 rất là dày luôn nha mọi người. Không phải ba cái hàng lên lên nhão nhão đâu mấy chị nha. Rồi lên cho em luôn là cầu vòng 95 giùm em luôn. Ba áo sọc này chị nào lấy thì chốt. Cầu vòng 95, sọc xanh 95, sọc nâu 95, dưới 57 cân quay đầu giùm em nha. Rồi cái đầm này đẹp lắm, xem với chị luôn 150, đầm vàng 150. Dây kéo mốt ngực, dây điều chỉnh được. Trời ơi cái đầm vàng này đẹp lắm, mùi em nói thiệt luôn á. Đầm vàng 150 em Nhi còn cái nha. Lấy chị hai cái Messi dài dây này cho chị với. Quyên. Còn cái màu xanh, cái màu trắng, màu vàng hôm qua treo nhớ không? Sớm sớm nhớ không? À, váy màu xanh là trước trong bay 2 ngày trước nha ta. Xanh dây dây á. Rồi lên cho em luôn là maxi hồng á chị 100. Đúng rồi, đúng rồi. Maxi hồng cho em luôn 100. Maxi hồng cho em luôn 100. Còn cái nha đầm này chỗ em bán quá chỗ bán không á. Maxi hồng 100 có một cái. Coi sơ mi xanh nào chị. Xanh này hả? Rồi lấy một cái quần đen CM đang mang 95 cho Bích Phương. Quần đang mang ML chị nào lấy chốt nha. 95 ngàn một quần. Thôi khỏi đi, đem mấy kia lại đây. Quần đang mang ML chị nào lấy chốt. Đầm 150 luôn nha chị Duy Nguyễn. Đầm này hàng xịn lắm. Em đâu nói đuôi mấy chị đâu. 190 giá thẻ số em có ghi nè. Em sale 150 thẻ có cái hả. Rồi áo sơ mi xanh 115 này đúng không chị? Chị che đi bảo luôn ok chị nha. Thôi được rồi lấy thôi. Rồi đây đúng không? Cái Messi xanh này đúng không? 120. Messi xanh này 120 này đúng không chị? À mà quần đang mang trên cây còn cái nữa không? Em coi chị sẽ gì vậy? M hay L? Rồi cái này chốt giùm em nè. Messi xanh này đúng không? 100 hả? L à? À rồi để đó đi. Rồi đầm xanh cho em luôn 120.000 đẹp chưa? Đầm xanh 120 dùm em nha, quá dễ thương luôn đầm xanh 120. Em ơi, em là em bấm luôn cái đơn ngay cái rổ mà đựng chưa có tính tiền trước ông địa. Ừ, tính tiền luôn đi để xuống trên lái giờ á. Rồi xanh chuột 115 để che đi bỏ rồi chị. Che đi bỏ đúng rồi. Sơ mi đen. Sơ mi đen nè. Sơ mi đen bỏ này vô cho chị Như Băng Nguyễn 60. Rồi xanh L này cho em luôn 95 ngàn mấy chị, chốt mã xanh L 95. Xanh L cho em luôn 95. Kem tính cho chị cái 39, 5 hộp không? 39 thôi. Vỡ 56 thôi. Rồi xanh L này cho em luôn 95 ngàn mấy chị, đùi xanh L đẹp lắm 95 ngàn. Rồi cái mã đen rách này cho em luôn SML. Đen rách này cho em luôn SML 95.000 nha. Đen rách SML 95.000. Đóng cửa lại mới lạnh mà con. Em lấy BNB ra đem bấm máy tính vào đâu có được đâu. Nó lộn không? Rồi cái này chốt giùm em luôn hộp kim chỉ mọi người 35.000 thôi. Kim chỉ cho em luôn 35.000. Thun sọc xanh sau lưng, sọc xanh 95 Như Băng Nguyễn. Hả? 10 miếng 45, em ghi 10 miếng 45 mà được rồi. Rồi cái này chốt giùm em mấy chị hộp kim chỉ 35.000 thôi. Kim chỉ nha, thước đo này, kéo bấm nè. Có nút với chị rồi ghim băm nữa. Ghim bấm đồ tùm lum hết á. Rồi hộp kim chỉ này cho em luôn 35 ngàn mọi người. À lấy hộp kim chỉ chút giùm em luôn, hộp kim chỉ 35 dùm em ha. Rồi hộp kim chỉ cho em luôn 35 ngàn, chị nào lấy chốt nha. Thước đo, ghim bấm,
chỉ thì mười mấy hộp, mười mấy màu luôn. Rồi kim thì quá trời, cô một hộp luôn mấy chị. Có một cái đồ đồng chỉ cho mấy chị nữa. Thước đo, kéo bấm, rồi ghim băm. Đấy, 35.000 cho mấy chị thôi. Nguyên một hộp luôn, 35.000. Xài xong bỏ vô có mắc mát đi đâu được hết đó mọi người. Rồi hộp chỉ cho em luôn 35.000, chị nào đấy chốt giùm em. Áo đang mang 115 chị ơi. Áo đang mang 115 nha chị nha, màu vàng nè. Màu xanh nè. Màu trắng đấy chị, 115.000 mà áo sơ mi đang mang nha chị nha, đẹp lắm luôn. Áo đang mang có 115.000 chắc xịn mấy chị, form bình thường đóng thùng thả thùng gì cũng được nha. Rồi cái này chốt giùm em luôn hộp với chị. Hộp đựng bút vuốt viết, thước đo, bàn chải đánh răng, dao kéo đồ này nọ đều được hết. Hộp đựng tiện lợi cho em luôn 25.000 một hộp thôi. Hộp đựng tiện lợi cho em luôn 25.000 một hộp nha. Chị nào lấy thì chốt giùm em luôn. Ưng đựng gì đựng, mấy chị có 4 ngăn nè. Caro phía sau này là đầm nha. Đầm xanh 120.000. Đầm xanh 120.000. Đầm xanh 120.000. Cái hộp đựng tiện lợi này là ba sử dụng luôn á mấy bà. Xài sướng giả mang luôn. Rồi sơ mi rinh form rộng này dùm em mấy chị ơi. Sơ mi rinh form rộng cho em luôn 150.000 nha. Sơ mi rinh 150.000. Sơ mi rinh 150.000 dùm em mấy chị, dưới 60 cân. Sơ mi rinh. Chi Nguyễn cũng xếp rồi mà đúng không? Em xếp hết khách ghé luôn rồi. Duy Nguyễn. Duy Nguyễn cũng xếp hết rồi phải không? Ừ. Có ống tay không Nhi là sao chị? Ống tay là sao ta? Rồi cái này chốt giùm em luôn là quần lét chi dài 95.000. Ok chưa? Chuẩn chưa? Kem là 5x39, gội 8 chột, vớ 56, 10 miếng 45. Rồi, bỏ bịch đi luôn xí xuống chị lấy. Cái xanh của anh Trúc. Che đi bỏ luôn cái xanh trong bịch kìa. Rồi cái này chốt giùm em luôn mấy chị, quần chín à, quần dài 95.000. Chuột đó, có chữ chuột đó. Che đi bảo là cái xanh chuột đó. Rồi quần quần dài cho em luôn 75.000 mấy chị, 40 đến 60 cân giùm em nha. Rồi chốt quần dài cho em luôn mấy chị 95.000. Mã quần dài 95. Rồi set trắng này đẹp lắm mấy chị ơi, set trắng giùm em 105.000 nè. Xếp trắng 105 á chị, quần dày dặn lắm luôn. Xếp trắng giùm em luôn 105.000, chị nào lấy chốt nha. Đẹp lắm. Quần giả váy mấy chị, đuổi trắng cực kỳ mát luôn. Rồi xếp trắng giùm em luôn 105 dưới 57 cân. Xịt bưởi hết rồi bạn ơi. Hộp tiện lợi 25 luôn cho chị Vi Nương ghé nè. Chị nào lấy hộp tiện lợi thì chốt giùm em nha, có 25.000 thôi. Xài sướng thấy mồ luôn mấy bà ơi. Đựng được bất chấp đồ luôn á. Rồi khóa kem cho em luôn 65.000. Khóa kem 65.000 dưới 57 cân. Khóa kem cho em luôn 65.000 dưới 57 cân. Chốt mã khóa kem 65. Xịt bữa đang hết hàng rồi, không có hàng luôn chế ơi. Rồi sọc nâu này cho em luôn 100. Chị nào đấy chốt sọc nâu 100. Sọc nâu 100 dưới 57 cân mấy chị, chốt mã sọc đen chú quên. Rồi Như Phượng có đâu. Rồi sọc đen 100 dưới 57 cân mấy chị, hàng lên đẹp lắm. Rồi kính trắng này cho em luôn 35.000, còn hai cái nữa em Như hết nè. Kính trắng 35.000 em Như còn hai cái mọi người. Nước hoa chân dài cực kỳ thơm giùm em luôn 49.000. Nước hoa chân dài cực kỳ thơm 49.000, đầm caro 56kg vừa luôn nha chị Mơ Bùi. Nước hoa chân dài 49 đi mấy chị, nước hoa chân dài 49.000 thơm lắm. Nước hoa chân dài 49.000, chị nào lấy thì chốt luôn giùm em nhé. Nước hoa chân dài. Rồi kích trắng em còn một hũ này là 100g nè. Kích trắng giùm em luôn mấy chị 35.000. Kích trắng 35.000. Chị nào lấy kích trắng Amberton nha mấy chị, chốt mấy chị trộn cho kem body á 35.000. Mã kích trắng 35. Rồi sáp thơm nội địa giùm em luôn mấy chị 29.000 một hũ. Sáp thơm nội địa 29.000 một khẩu. Sáp thơm nội địa cho em luôn 29.000 một khẩu. Chị nào lấy thì chốt đơn giùm em nè. Sáp thơm nội địa 29.000. Mấy chị bỏ vô phòng tắm, tủ quần áo gì cũng được ha. Một khẩu này mấy chị xài được 2-3 tháng á.
Rồi lên cho em luôn là mã xếp thơm 20 29.000. Kích trắng 35 luôn cho chị. Ly Trần này. Kích trắng 35 luôn nha chị. Trang Nguyễn ok chị. Rồi lên cho em luôn áo mưa Honda loại to 45 em bán với chị còn 28 thôi. Áo mưa cho em luôn 28. 30. Rồi cái này chốt dùm em luôn mấy chị. Áo mưa 45 em giảm còn 28 ngàn. Hôn đao lọ to dùm em nha. Áo mưa 28. Sắp thơm mấy chị xài thích lắm luôn á. Xài đã 65. Ây da. Rồi tiếp mấy chế ơi. Đầm caro đó 120 chị nào lấy chốt nha. Trăm mười hả? Kính neo 35 đó. Ủa vậy hả? Chết cái gì vậy trời. Kính trắng rồi kích trắng chết cha rồi. Chị Trang Nguyễn cho chị lấy cái gì ta? Kích trắng đúng không? Chị lấy kích trắng đúng không? Em lộn rồi. Kính trắng. Kính trắng này cho chị Ly Trần nè. Bỏ cái đó vô cho Ly Trần đi, không là xíu nữa kích rồi kịch chờ kính rồi không biết cái đường nào nữa. Nè. 90 nè. Ở cái kính trắng đó chị Ly Trần đi. Chị Trang Nguyễn chị lấy kính hay là chị lấy cái kính trắng vậy chị ơi? Áo đang mang cho chị Ly Thu cái vàng ok chị luôn 115. Cho em coi lại nước hoa hả? Kính trắng cái luôn cho su bo là hết luôn nha. Kính em như hết. Số 3 lên số. Rồi nước hoa này 49.000 bà ơi. Nước hoa chân dài này thì bán hoài rồi. Nước hoa chân dài cho em luôn 49.000. Chị nào lấy chút đơn nha. Siêu thơm luôn. Kem kích trắng ok chị. Chị Trang Nguyễn là cái kem kích trắng này nè. Rồi lên cho em luôn nước hoa chân dài 49.000. Thơm đê mê luôn mấy bà. Hả? Quần đang mang 95. Ok su ba ghé. Bỏ số vô luôn. Rồi set caro thiết kế này dùm em luôn mấy chị 115.000 lấy cái gì vậy? Gì vậy mẹ ơi? Chai lăn còn không? Đưa đây, đưa đây. Rồi cái sơ mi đó làm gì lật lòng để tùm lum. Sơ mi đó của ai? Mới dặn anh Trúc ghé rồi cứ để bật vờ. Cái kính trắng kìa. Dục xuống rồi đấy. Rồi cái này chốt giùm em luôn set caro 115 đi mấy chị 40 đến 55 cân nha. Set caro này đẹp lắm luôn mọi người. Set caro cho em luôn 115.000 mấy chị, set caro 115. 40 đến 57 cân giùm em nha mọi người ơi. À lấy set caro chứ mãi set caro 115. Ủa nước hoa mới coi lại rồi đó bà, mới xô đó. Rồi chị áo sơ mi màu xanh hả? Xanh em đang mang đúng không? Ở dưới coi còn màu xanh không vậy? Coi còn màu xanh không? Ủa ở trên cây kia có phải màu xanh chuột không? Rồi sơ mi xanh với sáp thơm cho chị Lê thì Hải Trung ok chị. Sơ mi em hết màu xanh nha. Còn màu trắng với màu vàng thôi. Phải không? Có phải sơ mi chuột ở trên cây không? Rồi lên cho em luôn có chai lăn này đi mấy chị, lăn nách nè. Lăn nách khử thâm khử mùi nha mấy chị ha. 50.000 còn 2 chai thôi ạ. Rồi lên cho em luôn chai lăn 50. Lăn cho em luôn 50. Trang Nguyễn mới có kích trắng đâu. Rồi lăn cho em luôn 50. Lăn 50 mấy chị khử thâm khử mùi giùm em nha. Còn đúng 2 chai lăn thôi. Ai lấy lăn chút giùm em luôn mã lăn 50. Còn 2 hũ. Rồi set sọc này dùm em mấy chị, set sọc nha, áo này để thương lắm. Set sọc này cho em luôn 101 với chị 40 đến 56 cân nè. Set sọc này cho em luôn 101 với chị một cái quần giỏ váy như thế này ha. Rồi đầm caro 120 với lại một cái chai lăn luôn nha chị mơ bùi. Lăn em như còn kê cuối cùng, chị nào lấy thì chốt thêm là hết á. Rồi lên cho em luôn là set sọc đi với chị một cái quần nha. Đó, một cái quần giả váy. Rồi một cái quần giả váy này cho em luôn mấy chị chứ một cái áo này mấy chị, mẫu này mang dễ thương lắm. Rồi set sọc này giùm em mấy chế, 105.000 thôi. Rồi set sọc xanh này cho em luôn 105.000. 120.
Sáp thơm 29 luôn nha chị Cherry Bảo nè. Sáp thơm 29 em Nhi còn á, chị nào lấy thì chút thêm nha. Rồi lăn còn một chai cuối luôn á chị Lê Tâm, em Nhi hết lăn. Xuống lấy chị cái khăn 10 khăn 29 khăn tre lên đây. Lấy hai đôi dép ma trong nhà lên đây chị xe luôn. Với lại cái rổ này. Cái rổ mà kem phấn mà chị để sẵn nguyên một cái rổ, em xuống em nhìn em thấy liền à. Kem phấn để sẵn một rổ nó. Rồi ủ tóc collagen giùm em luôn 50.000 một bịch, chị nào lấy thì chốt giùm em á chị. Ủ tóc collagen cho em luôn 50.000 một bịch nha mọi người nha. Phục hồi tóc hư tổn sơ đó, tóc mấy chị cực kỳ thích luôn. Rồi lên cho em luôn á chị ủ tóc 50.000. Ủ tóc cho em luôn 50.000, chị nào lấy thì chốt giùm em ủ tóc 50. Rồi một mã kính này cho em luôn 35 dễ thương lắm, lên cho em luôn mã kính đen 35.000. Kính đen 35.000 em Nhi còn cái nè. Kính đen 35.000 em Nhi còn một cái ha, chốt mã kính đen 35. Rồi xếp khăn tre giùm em luôn 10 khăn siêu thấm mấy chị ơi, 29.000. 10 khăn siêu thấm cho em luôn 29.000, cái này dạng khăn tre nha mọi người. Mình lau tới đâu là nó thấm nước tới đó luôn á chị, xuống cực kỳ luôn. Rồi lên cho em luôn xích khăn nha, 10 khăn 29.000. Rồi kính đen luôn nha chị Kim Nga, coi Kim Nga đã có đơn rồi mà sao không thể hiện số đây này nè. Coi nó có bị lỗi không, có số điện thoại chưa nè. Kim Nga coi có số chưa, nãy có đơn một rồi đó. 10 khăn tre siêu thấm dùm em, lau mặt, lau chén, lau tay, lau chân, lau ưng lâu gì lâu nha mấy chị ơi. 10 khăn siêu thấm dùm em luôn 29.000. Cái này dạng khăn tre với chị, nó mềm sướng lắm mấy chị, cầm thích liền à. Kim Nga luôn coi cố ái đơn đi, bỏ qua ghé luôn. 10 khăn 29.000 chị nào lấy chốt nha mọi người ơi. 10 khăn 29.000 kính này em như hết rồi. Rồi lên cho mấy chị luôn dép mang trong nhà. Trời ơi nó em chân thấy bà nội luôn mấy bà ơi. Trời ơi dép lông này mấy chị mang em chân lắm luôn nha mấy chị nha. Rồi lên cho em luôn là dép mang trong nhà đi mấy chị, 75.000 em giảm luôn, còn 50.000 một đôi đi, còn hai đôi à. Khăn 29 cho chị Nguyễn Thoảng nãy có đơn này, 29.000 10 khăn nè. Rồi lên luôn cho em luôn có đôi dép mang trong nhà nha mọi người ơi, dép nè. Mang em chân lắm á chị, màu đỏ mang cực kỳ trắng chân luôn. Chị nào mà có thói quen mang dép trong nhà á mấy chị biết không? Chân mấy chị không bao giờ bị chai chân. Rồi lên cho em luôn là dép mang trong nhà mấy chị 50.000 một đôi cho em thôi. Bao cực kỳ em chân, hỏng em chân em cho mấy chị trả hàng lại luôn, em nói thiệt luôn á. Em chân sướng lắm, 50.000 một đôi thôi. Rồi cái cây chuốt tóc con này cho em luôn 15.000 mọi người. Cây chuốt tóc con này cho em luôn 15.000 nha. Chị nào lấy cây chuốt tóc con này chốt cho em luôn mấy chị, em xem mấy chị luôn 15.000. Ủa lấy đồ rồi mà đi đâu vậy ta? À hay giáo gì cho chị hả? Cái gì vậy anh? À, chết mẹ rồi. Chắc nó giao một đống luôn quá ta. Lần đầu tiên mua trên shipper em đặt một quá trời đơn luôn anh, mà nó không có xác nhận má, chắc nó nửa về một đống luôn quá. Chết rồi, cái này chắc nó mua 3 shop chứ nó gửi về 3 thùng ăn thấy mẹ luôn quá. Hồi sáng mua mới mua 10 bệnh hết chứ. Nhưng mà nó vận chuyển rồi. Em thấy nó vận chuyển rồi. Nó chửi em sao? Nhưng mà nó tốn xíu nó chửi em sao? Hồi sáng mới mua 10 bịch bánh tráng nữa kìa. Chết chui chưa? Như bị khùng vậy ta. Chết tôi. Dép luôn nha chị Diễm My. Lần đầu tiên mua shipper, quên mua trên TikTok không có biết mua mấy chị. Em cứ bấm đơn quá trời luôn. Bây giờ nó giao bánh tráng quá trời luôn mấy chị ơi. Chết tôi. Con 29 với chị Lý Nguyễn ghé nè. Thôi về ăn cũng được. Rồi chút 15 luôn cho chị Ly Thu nè. Chút tóc con coi xuống dưới còn mấy cây em. Chút tóc con luôn nha chị Ngân Nguyễn nè. Chút tóc luôn 15 luôn cho Ly Thu với lại Ngân Nguyễn thôi. Ly Thu bỏ ra một đơn. Rồi lên cho em luôn cái này. Anh ship lại bảo em là hủy đơn đi kìa. Xúi em hủy đơn nè, cho nó điện nó chửi thấy bà luôn. Không bao giờ mà dám mua hàng đâu mấy chị, tại em cũng là người buôn bán thôi, không dám bao giờ bán. Buôn bơm mày chết luôn. Đồ ăn thì đem về ăn vẫn được. Còn một cây xuống chốt cho chị Ngân Nguyễn nữa là hết.
Rồi lên cho em luôn cái này đi mấy chị. Kẻ chân mày, chì xé kẻ chân mày dùm em bán cho mọi người 15 ngàn một cây thôi. Cái chì xé này mấy chị xài nó không bị trôi nước nhưng mấy chị lâu lắm. Makeup cô dâu á cũng xài cái cây chì xé đơn giản như thế này thôi mà kẻ chân mày mấy chị rất là sắc sảo luôn. Rồi chì xé cho em 15 nghìn. Dư rồi mà em lấy chi nữa. Bị cái gì là bị cái gì. Gỡ ra. Rồi lên cho em luôn chì xé 15 nghìn mọi người. Chì xé 15 nghìn. Em Nhi cũng xài cái cây này nè. Xài nó tiện lắm mấy chị. Rút dây xé tới đâu mình xài tới đó. Không cần gọt luôn. Chì xé cho em luôn 15 nghìn. Chị nào lấy thì chốt. Chì xé kẻ chân mày á nha. 15 nghìn dùm em. Ủa cái kem che khuyết điểm này dùm em luôn mấy chị. Chị xé 15 một cây luôn nha chị Thanh Thanh. Chị xé em còn có 5-6 cây hả. Chị nào đang xài thì chốt. Chị xé 15 nghìn. Rồi có hộp che khuyết điểm này dùm em luôn mấy chị. Tặng kèm. Tặng kèm luôn cái này luôn mấy chị. Lên cho em luôn cái siêu phẩm này cho em nha. Kem che khuyết điểm. Một hộp duy nhất mẫu này thôi 50 nghìn. Tặng luôn cho mấy chị cái cây bông phấn hôm nay. Cây bông phấn em thích cái cây này lắm mấy chị. Mà chả nhẽ bây giờ lấy cái cây này ra xài bán hộp phấn không. Rồi cái này xài cực kỳ thích luôn. Rồi kem che khuyết điểm còn một hộp duy nhất thôi mấy chị của hàng nha. Em Tri ăn mấy chị 50 nghìn một hộp duy nhất. Kem che khuyết điểm phấn nước á mấy chị 50 ngàn thôi có một hộp à. Còn một hộp em bán nhanh cho mấy chị về sử dụng. Kem che khuyết điểm có 50 ngàn một hộp thôi. Cái này bình thường em bán 95, 101 gì đó. Còn duy nhất một hộp em bán luôn 50 nè. Cho Thục Quyên nha, Thục Quyên này ghé hay sao đúng không? Rồi cái mẫu đem như hết rồi. Rồi qua cho em luôn cái mã che khuyết điểm này khác đi. Chai này nhỏ gọn hơn. 40 ngàn em còn 2 hũ nè. Không biết em nhớ nhớ là vậy á. Để hỏi thôi. Rồi lên cho em luôn che khuyết điểm 40. Cái này hộp nhỏ nhỏ xinh xinh hơn còn 2 hũ. Lên cho em luôn là che khuyết điểm 40 phấn nước luôn dùm em. Rồi che khuyết điểm cho em luôn 40 nha mấy chị ha. Còn đúng 2 hũ mẫu này thôi. Chị Linh thì lấy mẫu này thì chốt nha chị. Cái hàng này hàng chuyên dùng lắm nha tình yêu ơi. 50 ngàn thôi. À 40 ngàn thôi còn 2 hũ. Rồi che khuyết điểm cho em luôn 40 ngàn mấy chị. Còn đúng 2 hũ phấn nước nha. Trời ơi phấn này nó siêu mềm mịn luôn. Mình bôi lên là nó thấm liền luôn á. Lên. Tên gì chị? Không cho số đúng không? Hô quá trời luôn đó. Nhi nó mua nó đặt nó không nhớ. Hỏi chị thử là cái bầu gì vô đó lấy kìa cho số đâu mà để. Rồi che khuyết điểm 40 luôn kìa chị Linh Thùy. Khuyết điểm 40 còn chai luôn cho Thanh Thanh nữa đem như hết. Xuống lấy chai như vậy nữa là hết. Quần đông mang còn size L. Ngố treo, ngố ở trên kia kìa chưa có bỏ lên đâu. Cái áo cái bộ hồng rồi bộ trắng bộ xanh đen gì đó. Nguyên một cục đó, 62 nghìn hôm qua. Báo với chị có tiếp tẩy lông luôn. Cho số để em mới để đâu, cho số em đâu có biết ai đâu em để. Nguyên một cọc nó là y nguyên luôn. Quần đang mang còn CL 95 ngàn bạn ơi. Rồi vest tẩy lông này 50 ngàn dùm Nhi nha. Vest tẩy lông này xài được lắm. Rồi đúng rồi. Rồi vết tẩy lông cho em luôn 50. Muốn tẩy chỗ nào tẩy à. Có lông chỗ nào muốn quát chỗ nào quát. Rồi vết tẩy lông cho em luôn 50. Chị nào lấy chốt quần đang mang còn L nha 95 ngàn. Quần đang mang còn size L 95 ngàn dùm em. Vết tẩy lông 50 nha tình yêu ơi. Vết tẩy lông 50. Chị nào hỏi chốt. À cái này dễ thương lắm á chị. Cái này makeup cần thiết lắm nha. Mà nguyên một hộp luôn Hello Kitty. Em bán cho mấy tình yêu luôn có 35 ngàn nguyên một bộ thôi 7 cây. Cọ 75 ngàn. Cọ 35 ngàn chứ em nhiều quên. Không chị. Rồi lên cho em luôn là cọ 35 ngàn nguyên bộ luôn 7 cây xài tạt ra luôn mấy chị. Mà xài xong hộp bỏ sẵn vô nó không có bị lông, nó không bị bụi ha. Vệ sinh. Rồi cọ cho em luôn 35 ngàn một, nguyên một bộ luôn dễ thương lắm. Xài xong nó có hộp đóng lại nó không có bị bụi bẩn mấy chị. Khi mình đánh lên người mặt mũi mình nó không có bị bẩn. Cọ 35 cho Linh thì em còn cọ chị nào lấy thì chốt thêm. Rồi kích mí em còn 2 vỉ 10. Kích vỉ 15 ngàn. Kích mí mắt 15 ngàn.
kết mí 15.000 còn hai hộp mà sale luôn đi. Bữa trước bán về là bán 35 á. Giờ sale luôn 15 còn hai hộp. Chết mệt lắm chị ơi. Bây giờ cái công việc của em nó là vậy mà em nói suốt vậy thôi. Rồi ai lấy kết mí chút mã kết mí 15.000 cho em, còn đúng hai cái thôi. Trời ơi, kết mí nè mấy chị xài ok lắm nha. Trang điểm gì cũng phải có kết mí hết đó. Nhắn mí của mình, mắt mí mình nó to, mình dán lông mi giả lên nó mới đẹp. Kết mí 15 cho Linh thôi. Kết mí em như còn, chị nào lấy chút thêm. Rồi mascara xịn này dùm em luôn, 99 em xe luôn 50 nha. Không chảy nước nha mấy chị, không vốn cục và đặc biệt nó rất là khô nhâm. Rồi mascara cho em luôn 50 ngàn, chị nào lấy chốt mấy chị. Mascara còn 3 cây. Mascara này hàng độ tốt, 99 mà em sale cho mấy chị còn 50 thôi. Mascara cho em luôn 50 ngàn. Mascara kết mí còn một cái cuối luôn cho chị Vinale ghé 15 nghìn là hết. Rồi mascara hàng xịn cho em luôn 50 mọi người. Mascara xịn cho em luôn 50. Rồi mascara 50 luôn nha chị Linh Thùy nè. Mascara còn chế nào lấy chút thêm. Rồi lên cho em luôn là phấn nền. Như vậy. Rồi lên cho em luôn là phấn nền mấy chị, phấn này là phấn phủ khô á, mọi người gọi là phấn khô á. Nó phải cho nhanh gọi là phấn khô. Khi mấy chị đánh cái phấn nước keo có điểm lên, mấy chị dặm một cái lớp phấn phủ này lên. Đó. Rồi lên cho em luôn là phấn nền mấy chị, 30 một hộp cuối cùng thôi. Màu dâu tây này cực kỳ thơm. Tặng mấy chị một cái bông phấn phía dưới nữa nha. Kết mí em xuống em coi còn kết mí không, chị nhớ là còn hai thôi mà em coi còn không. Ở dưới đó còn một hộp. Chị nhớ em vậy, em xuống em coi coi. Bích Nguyên mua hàng chốt đơn không nghe máy nha chị. Mua cái đầm maxi với lại mua cái gì đó mà có mai máy chốt đơn đâu. Phấn nền 30 luôn nha chị Linh Thùy. Rinh chính tắc bên em không có chị ơi. Lại cái chỗ cái bông phấn, cái bịch bông phấn của mình á. Lấy đổi này cho chị đi. Lấy một cái vuông vuông vậy đó, nó giống giống vậy đó, nó bỏ vô đây. Rồi tiếp dùm em, trời ơi cái này nó mới đỉnh nè mấy trời ơi. Rồi lên cho em luôn cái này nha. Nha bạn, bên. Rồi lên cho em luôn phấn mắt mọi người ơi. Khách lấy đưa chị làm gì em còn không? Khách lấy rồi. Không có son tình yêu ơi. Kết mí 15 em. Ờ lấy cái đúng rồi luôn. Phấn này năm nhiêu hết rồi. Chị bấm rồi mà. Vinale chưa? Linh Thùy chưa? Rồi cái này chốt giùm em mấy chị, cái này phấn mắt nha, có màu vũ luôn. Phấn mắt mấy chị. Cái khung chỗ này nó bị hơi hơi y như là ai đụng móng tay vô đó mọi người, nó bị lỗi một xíu chỗ này thôi mấy chị. Y như bụng có móng tay vô xíu thôi. Rồi phấn mắt này em bán cho mấy chị luôn 25 nghìn nha. Đụng một xíu thôi mấy chị. Cái này 10 ô nó có màu nhũ luôn, siêu đẹp cho mọi người luôn nha. Y như khách mở ra coi nha mấy chị. Xong rồi bị đụng ngón tay vô một xíu, góc xíu xíu rồi thôi. Em xem mấy chị 25 nghìn. Phấn mắt cho em luôn 25 nghìn, không vấn đề gì nha mọi người. Phấn mắt cho em 25 nghìn. Nó có cây cọ cho mấy chị luôn, có một hộp duy nhất thôi. Rồi phấn mắt cho em luôn 25 nghìn. Có cái duy nhất à. Phấn mắt 25 này luôn cho chị Angel Cúc Nguyễn Ghé nè. Do khách đôi khi mở ra tay nó dính một xíu không có vấn đề gì. Phấn mắt 25 ok. Rồi lên cho em luôn phấn mắt này mấy chị, tay lắm. Phấn mắt toàn này là màu màu tay mấy chị, có ánh nhũ luôn, lên cho em luôn rồi. Phấn mắt 40. Rồi cái này chốt giùm em. Ghé. Phấn mắt rồi em nhiều hết nha. Đơn chị Bích Nguyên là có cái gì ta? Một cái đầm maxi màu vàng. Em thấy hôm qua hôm kia em xả ra một cái đầm maxi màu vàng. Thấy không nghe máy mấy đứa cho vô cảnh báo nè. Rồi lên cho em luôn mấy chị, phấn mắt này 40 ngàn dùm em luôn, chắc cực kỳ tay nha mấy chị ơi. Màu tay không có ánh nhũ nha. Rồi lên cho em luôn mã phấn mắt này 40. Phấn mắt này cho em luôn 40, chị nào đấy chốt nha. Phấn mắt 40 này màu tay đẹp lắm luôn, nhũ đẹp chưa. Phấn mắt này 40 dùm em nha mấy chị. Lên lấy chị có kem che khuyết điểm luôn, cái màu vuông vuông màu đen. Còn 2-3 hộp, đêm hôm nay chị bán luôn. Rồi. Rồi phấn mắt 40 luôn nha chị Mỹ Hợ Hình Thị nè. Trời đẹp lắm chị.
phấn màu này chị nhìn chị ghiền luôn. Mà cái phô mai, cái hộp này bỏ vô túi sách đồ này kia nó tiện. Mua 10 mỹ hệ hình thị nè. Phấn mắt 40 em Nhi còn á, chị nào lấy thì chốt thêm nha. Màu tay toàn nhũ đẹp không à. Cái kia cái vuông á. Rồi cọ silicone này cho em luôn mấy chị. Một cái đầu là rửa mặt, một cái đầu là cọ đắp mặt nạ giùm em. Các kiểu này cọ silicone cho em luôn 15.000 còn một cây. Cọ 15.000. Chị nào lấy cọ cho cọ 15.000 ok chị Mỹ Huệ nha. Cọ 15.000. Một đầu rửa mặt còn một đầu là mình quét đắp mặt nạ này. Rồi cọ rửa mặt giùm em mấy chị 15.000 có cây. Rồi lên cho em luôn là phấn nước che khuyết điểm mọi người ơi. Còn khẩu trang bé không chị? Còn luôn em ơi, bé bao nhiêu tuổi? Lấy cho chị nạ vàng 24k xuống đây. Còn 3 hộp lên đây chị sale cho hết luôn. Nạ vàng 24k với lại cái kích trắng da mặt lên đây cho chị luôn. Rồi lên cho em luôn cọ 15 cho ly trần một cây cuối. Đúng rồi. Với lại cái kích trắng da mặt, cái bịch màu vàng sắc bên cái này luôn. Chín tuổi à, 9 tuổi à, 3D đi, 3D nhỏ. Rồi cái này chốt dùm em luôn á chị, 3D nhỏ nè. Rồi lên cho em luôn cái này kem che khuyết điểm á chị nha. Kem phấn nước che khuyết điểm dùm em luôn 50. Phấn nước che khuyết điểm dùm em luôn 50. Chị nào lấy chốt đơn mấy chị ơi. Phấn nước che khuyết điểm dùm em luôn 50 nha. Chị nào lấy phấn nước che khuyết điểm này chốt dùm em luôn 50.000. Mấy cái kem này nó thấm lắm á chị. Mình bôi tới đâu lên da là nó thấm liền lúc đó luôn. Nó khô liền luôn. Phấn nước che khuyết điểm dùm em luôn 50.000 nha mọi người. Đây. Rồi khẩu trang. Khẩu trang 3D nhỏ mấy chị. Một hộp 50 cái. Từ 4 cho tới 7 tuổi dùm em. 3 hộp 101. Mua lại cho em luôn 45.000 hộp nha. Gì? Gì hả? Rồi lên cho em luôn là khẩu trang 3D nhỏ mấy chị. 101 3 hộp. Chị đã mua lẻ 45.000 một hộp. Một hộp của nó là 50 cái nha mọi người. Ai lấy 3D nhỏ thì chốt từ 4 cho tới ha. Từ 4 cho tới 9-10 tuổi mấy chị mang được nha. Rồi lên cho em luôn y tế mấy chị 30.000 một hộp 50 cái. Y tế 4 cho tới 7 tuổi. Y tế nhỏ 4 cho tới 7 tuổi. Một hộp 50 cái 30.000 lên cho em luôn mã y tế nhỏ. Rồi cái mặt nạ hai vàng 24k này nè, em còn 3 hộp thôi em tri ân luôn 20.000 một hộp. Nạ vàng 24k nha mấy chị, đặc biệt dùng cho da thâm và da mụn nha. Nạ vàng 24k mấy chị ơi, chị nào mà hay da không đều màu hay nám sạm nữa, em còn đúng 3 hộp, em xe luôn mã này cho hết luôn. Nạ vàng 24k giùm em 19.000 một hộp. Nạ vàng 24k 19.000 một hộp. Chị nào lấy nạ vàng chút nạ vàng, y tế nhỏ 30.000 một hộp luôn cho Lê Thị Mai Loan. Ghé. Rồi nạ vàng 24k chị nào lấy chốt giùm em nha. Hôm qua em kêu gì em xả ra em thấy là Bích Nguyên. À rồi em biết rồi. Bữa trước chị có bình luận là cái đầm maxi, hình như là chị đặt luôn một cái màu hồng với một cái màu vàng luôn là hai cái đúng không? Mà khi mà chị ghé lấy hàng chị lấy có một cái. Em nhớ đơn chị hôm bữa là chị đặt maxi hai màu, phải không? Mà xong lấy một cái còn một cái để lại đúng không? Rồi nạ cho em luôn 19.000 mấy chị. Nạ vàng 19.000 em còn hai cái à, còn 2-3 hộp thôi. Quần Đông An còn CL mấy chị 95.000. Quần đang mang CL cho em luôn 95.000, chị nào lấy chốt nha. Quần đang mang CL cho em luôn 95.000, mấy chị còn hai cái L thôi. Len đen này đẹp lắm mấy chị 100. Len đen cho em luôn 100. Nạ vàng 19 một hộp luôn nha chị Trang Nguyễn. Nạ vàng 19 em còn hai hộp nữa, chị nào lấy thì chốt luôn giùm em nhé. Rồi cái này chốt giùm em luôn mấy chị ơi. Len đen mấy chị 100.000 còn cái. Đầm xanh sau đi chị, đầm xanh. Rồi đầm xanh maxi này cho chị luôn 120 nha. Đầm xanh 120 nha mấy chị, dưới 56 cân. Đầm xanh 120 với 56 cân. Chốt mã đầm xanh 120 giùm em ha. Đầm xanh 120 nè. Rồi qua tiếp giùm em luôn mấy chị, đầm đen này còn cái 100. Đầm đen cho em luôn 100 mấy chị, 40 đến 55 cân. Đầm đen 100, 40 đến 55 cân. Chốt giùm em luôn là mã đầm đen 100 nè.
Đầm đen 100 mấy chị, 40 đến 55 cân. Rồi qua mấy chị luôn cái mã đầm vàng này dễ thương lắm. Rồi đầm vàng này cho em luôn mấy chị 120.000. À kem kem nước hút chân còn 2 bao hộp và đem hôm nay chị sale luôn đi. Rồi này chốt giùm em luôn đầm vàng 120.000. Đầm vàng 120.000 mấy chị 40 đến 55 cân. Chốt mã đầm vàng 120. Đầm vàng cho em luôn 120. Mấy chị có mua khẩu trang y tế lớn không? Khẩu trang người lớn không á thì em cho em bán luôn nha. Rồi lên cho em luôn mấy chị mã set nè. Ôi set này dễ thương lắm mọi người ơi. Rồi lên cho em luôn là set đen nè mấy chị. Ủa? Sao cái này áo không mà? Cái này áo không mà ta nhớ có cái quần đó mà ta. Rồi lên cho em luôn là áo trắng này mấy chị 75.000. Trắng cho em luôn 75.000. Cái này chắc body form bình thường nha mọi người. Trắng 75 40 đến 55 cân giùm em. Trắng 75 40 đến 55 cân. Chốt mà trắng 75. Em mở cái đó nè chị coi. Mở hộp ra chị coi có gì không đó. Trắng cho em luôn 75.000. Cho coi cái sơ mi vàng ngắn tay hả chị. Đây luôn mẫu em đang mang nè. Rồi vàng cho em luôn 115. Vàng 115. Chị nào lấy vàng chốt vàng 115 giùm em. Em coi cái em đọc tên ở ngoài cái đó có shop gì đó. Thỏ con gì phải không? Sọt đựng điện thoại hết không? Quên đựng mỹ phẩm hết rồi. Vàng đang mang này chị 115.000 nha. Mẫu đang mang em còn màu vàng với màu trắng chị 115.000. Vàng trắng 100.000 sơ mi đẹp lắm, vàng trắng 115. Ăn bạc nhà thỏ. Ừ. Mở ra coi trong đó có cái gì vậy? Ừ mà sao nó gọi nó xác nhận mình ta chết luôn rồi. Rồi lên cho em luôn mấy chị dầu thái còn vài hũ nè 15.000. Dầu thái vàng châu đốc giùm em luôn 15.000 chị nào lấy chốt nha. Sa tế rồi gì nữa? Có muối không? Có hũ muối không vậy? Dạ không. Ủa? Hành phi là cái đó là chị mới chọn chung với muối á. Không. Chọn chung với hành phi. Cái gì đó mẹ. Dầu, dầu 15 ngàn mấy chị. Dầu 15 ngàn còn có 4 không cái? Ủa đâu phải đâu ta. Combo thì chị nhớ chị lấy muối nữa mà ta. Đưa điện thoại chị coi thử. Rồi dầu 15 ngàn. Cái gì vậy trời? Ủa? Mà của mình có múa nữa chứ ta. Ủa? Ủa? Ê! Đưa đưa cái đó coi hả? Dầu 15.000 chai cho Linh Thùy. Sơ mi 42kg. Vâng được chị ơi. Được 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 được. Sơ mi này form được. Ui sao mà nó cho cái này quá trời vậy? Nó bỏ lộn hay sao á? Điêu. Sợ nó lạc quá đó chứ. Phải có ờ được kìa mẹ nó. Có hộp hộp muối đây. Ở dưới dưới. Thôi mi đang mang được chị à. Màu trắng với màu vàng được nha chị. 115. Chết cha rồi. À lấy dầu thái chút dầu thái mấy chị còn 3 hũ 15.000. Dầu thái 15.000 còn 3 hũ nha chị nha. Dầu thái nó mang ok lắm mấy mấy chị. Mua gì nữa ta? À. Rồi rồi cái lên cái kem này cho em đi mọi người ơi. Rồi cái này là kem nước hút chân với chị nào hay bị nước hút chân này, nước ăn chân nha mọi người. Rồi kem nước hút chân giùm em luôn 15.000 còn 3 4 hũ, 3 hũ luôn. Kem nước hút chân cho em luôn 15.000 mấy chị xả luôn. Kem nước hút chân cho em luôn 15.000, chị nào lấy thì chốt giùm em Nhi nè. Kem nước hút chân cho em luôn 15.000 mọi người. Chị nào mà hay bị nước hút chân, bị nước ăn chân đồ này nọ nó xài kem được giùm em luôn 15.000 nha. Kem nước hút chân cho em luôn 15.000.
Rồi em nghĩ nha mọi người ơi, chị nào có đơn giữ máy bên em gọi điện chốt đơn nha mọi người nha. Em nghĩ nha mọi người, ai có đơn giữ máy bên em gọi điện chốt đơn nha.